And grandma, the note about simple past, future simple. They know how to ask questions with question words. They also know about should, could, and good. They learn how to use adverb of frequency and some other basic prepositions. Okay, so how about skills? Vừa em mời thầy cô, em vừa mới diễn dịch từ ngữ âm và ngữ pháp. Vậy thì em nhờ thầy cô chia sẻ cho em về phần kỹ năng sẽ như thế nào? Về định dạng bài thi bậc 1 của bộ quy định thì sẽ bao gồm những kỹ năng và nội dung chi tiết trong các kỹ năng đó như thế nào? Mời các thầy cô chúng ta cùng đọc tables, đọc cái bảng này và thầy cô diễn dịch giúp cho em. Thầy cô diễn giải lại giúp cho em các yêu cầu cơ bản mà các con cần nắm được để chuẩn bị cho phần kỹ năng khi mà thi đề thi bậc 1. Any volunteer, raise your hand, please. Any volunteers, raise your hand. Do you know how to raise your hands? Các thầy cô biết cách giơ tay không ạ? Chúng ta sử dụng raise hand symbol. Chúng ta có biểu tượng raise hand ở trong ba chấm mà thầy cô. Thầy cô kích vào, thầy cô sẽ có raise hand. Any volunteers? Xin mời các thầy cô chúng ta sẽ mở camera. Chúng ta tương tác để cho Amy có cảm giác là mình đang chia sẻ cùng nhau. Có thêm một xíu động lực buổi sáng, thầy cô ơi. Come on. Turn on your camera. Please turn on your camera. Yes, I see somebody. Any volunteer to tell me? Any volunteers? Thầy cô không xung phong thì em xin phép mời ha. Xin phép mời một số thầy cô chúng ta đại diện chúng ta trả lời ạ. Chúng ta tương tác. À, em thấy một cô giáo có nụ cười cực kỳ xinh. Có nickname là Aces. Aces. Hello. Hello. Yeah, cô đang mặc áo màu hồng đấy ạ. À. Yes, hi. How are you? Em màu hồng. Yeah. Excuse me, can you ask again the question? Sure. I would like you to explain again what's special in the skill that a student should know. Tức là các con sẽ cần lưu ý là chúng ta cũng cần lưu ý là về hình thức thi bậc 1 trong phần kỹ năng thì các con sẽ làm những nội dung như thế nào? Càng chi tiết càng tốt. In my opinion, the students should prepare for them for skills listening, speaking, writing and reading. And I think the very first step is listening, yes, then speaking, then reading, and then writing. Mm-hmm. So what's special? What's special in listening? Tức là trong khi nghe thì các con sẽ phải nghe những bài nghe dài hay ngắn hay như thế nào? Yes, in listening, students must listen the short conversation about 1 to 2 minutes about and the content is about daily life, school, family, holidays, to take the most important information in that conversation. And do the test like multiple choice, write in the fill in blanks. Yes. Very good. And how about long? So how long would be the listening? How long? 100 words, 200 words length. I think the middle, 150 words. Okay, but the information shows here for you, is it quite clear that it's only about 45 to 60
You see? À, yes, cái bài nghe của con nó chỉ tầm chừng này thôi ạ. À. Chúng ta là sẽ không có bài nói dài đến như thế. Chúng ta sẽ cho các con luyện quen dần với những bài nghe mà chỉ tầm đâu đó 40-60 từ. Alright? Yes, yeah. Yes. So how about reading and writing? Reading, yes. Yes, reading. In the table, I see 69 to 80 words. Yeah. I think read a passage from 69 to 80 words to get information and do the tests. Yeah, that's correct. Yes. How about writing? What? Sorry? How about writing? Writing, yes. Writing, students can make a sentence from given words like that. And maybe they can write a passage about them. Yeah. And any topic, family, school, animals. That's very good. Yes. How long should be the writing? How long? Yeah, I see 80 to 40 words. Yeah. Yeah. From 30 to 40 words only. Very short. Yes. About 4 to 5 sentences. Yes. Okay. Right. What's your name? Excuse me. My name. Yes. My full name is Wo Thi Huyen Trang. Okay, Miss Trang. Nice to meet you. What school do you come from? Yeah. I'm from Nguyen Thi Minh Khai Elementary School. Nice. Yes. Yeah, thank you. Thank you very much, Miss Chan. Thank you for your question. Yeah, thank you. Yes. Vâng ạ, các thầy cô thấy chưa? Cô Trang vừa chia sẻ cùng chúng ta một lần nữa những thông tin được trình bày trên bảng này ha. Phần nghe thì các con sẽ nghe những bài nghe có độ dài chỉ từ 45 cho đến 60 từ thôi ạ. Phần đọc thì độ dài cũng chỉ tầm 69 đến 80 từ, tức là tương đối ngắn, đúng không ạ? Phần viết các con chỉ tầm 5-6 câu là các con đã hoàn thành được. Cho nên là chúng ta cũng không quá áp lực trong vấn đề các con có đạt được kết quả như thế này sau lớp học hay không. But, so how can we help them? How can we help the students? Và chúng ta sẽ giúp cho các con đạt được kết quả như vậy, thỏa mãn được các yêu cầu của một bài thi bậc 1 như thế này, thông qua chương trình như thế nào? Now please have a look. All right. Ở bài thi này thì chúng ta chỉ được sử dụng trong hai phần thôi thầy cô ha. Thứ nhất là khi các con đầu ra của lớp 5, tức là cuối học kỳ 2, hoặc là được đưa vào khảo sát chương trình học lớp 6. Ok. Trong suốt quá trình học thì hoàn toàn người ra đề và chủ động hơn chính là các thầy cô. So let's see, what exactly inside? Cô Trang cũng đã chia sẻ với chúng ta về format bài thi. Trong đó, các thầy cô cũng nghe qua và bây giờ Amy trình bày lại một lần nữa về 4 kỹ năng được thi như thế nào trong bài thi bậc 1, một trong những định dạng như thế này ạ. Listening, 20 questions. Reading, 20 questions. Writing, 10 and 1 essays and 1 short writing. Then speaking, 5 questions with 3 sections. Okay. Như vậy trong phần nghe chúng ta có 4 phần, phần đọc chúng ta cũng có 4 phần, đến phần viết thì chúng ta chỉ còn có 3 phần và phần nói chúng ta còn có 3 phần thôi thầy cô. Chúng ta sẽ đi sâu hơn nè. So in listening, let's see. Listen and match, the first section. Section number 2, listen, choose the correct answer. Section 3, listen, choose the correct picture. And lesson number 4, section number 4, listen and tick, yes or no, true or false. Vậy thì với yêu cầu như vậy, trong bộ sách của chúng ta đang dùng Smart Start, lớp 5 có thỏa mãn và giúp cho các thầy cô củng cố thường xuyên cho các con hay không? Mời thầy cô chúng ta cùng quan sát
Hình thức đầu tiên là chúng ta cho nghe và nối đúng không ạ? Listen and match. Listen and match. Thầy cô nào đang có sách thì vui lòng kiểm tra giúp cho em ý. Bài này có trong unit nào? Phần nào của unit đó? Boom. Can you please help me to look for it? Where in the book? What page? What unit? And what lessons? Oh, I got the first answer. Unit 1, absolutely unit 1. I know. Very good. Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, chúng ta đã có câu trả lời chính xác. Unit 1, review and practice. Vừa chính xác và vừa đầy đủ đúng không? Okay, thank you very much. Như vậy thầy cô thấy đó, chúng ta có phần đầu tiên, listen, match, được thể hiện trong nội dung bài học của các con. Now let's see the next format. The next one. This one, listen and choose the correct answer. Thế này thì sao ạ? Bài này xây dựng tương tự như phần 2 của bài thi bậc 1. Nghe và chọn đáp án đúng. What unit, what lessons? Unit 2, review and practice. Yay, you got it. Oh, thầy cô cứ như đặt từ trong bộ não của mình ra nhỉ. Vừa mới đưa câu hỏi là chúng ta đã có đáp án rồi. Review and practice, unit 2, holiday. Okay, correct. Vậy thì em đoán là thầy cô sẽ predict được phần tiếp theo chúng ta sẽ có trong bài nào và unit nào. Be quick! Không cần mở sách chúng ta hoàn toàn có thể đoán được. Quickly, quickly, quickly. Listen and choose the correct picture. What unit? What lesson? Come on, come on. Yay! Bravo! Bravo, that's right. Absolutely. Unit 3, review and practice. Correct, yeah. Các thầy cô thấy đúng không? Chúng ta hoàn toàn có thể dự đoán được bố cục của bài, bố cục của sườn sách và bố cục phù hợp cho cái phần đề thi bậc 1 như thế nào. Yes, that's correct. And absolutely, yeah, phần này chúng ta không cần trả lời luôn. Bởi vì chắc chắn nó sẽ nằm trong review unit 1 and 4. Right? Như vậy vừa nghe rồi chọn đúng hay sai. Right or wrong? Yes or no? Tất cả các dạng để phục vụ cho đề thi bậc 1 đều được biểu diễn rất rõ và trình bày trong các phần unit, trong mỗi một unit ở phần review ha thầy cô. It's kind of easy. So how about reading? How about reading? Vậy thì thầy cô nghĩ xem phần reading như nào? Again, four section. The first section, read and match again. Section two, true or false? Actually, yes or no, right or wrong. Section 3, reorder. Reorder, sắp xếp lại, trật tự. Ha. Chút xíu chúng ta sẽ dừng ở phần 3 này hơn một tí. And 4 and 5, fill in the blank. Các nội dung mà các con sẽ phải xử lý trong đề thi thường là về tin nhắn, này, bài miêu tả, những câu chuyện rất là ngắn. Bản chỉ đường hay là các nội dung gần gũi trong cuộc sống. So, once again, let's see. Here. Now, pictures. How with pictures. Trong phần đọc thì ở cấp độ tiểu học các con sẽ làm rất nhiều với hoạt động tranh, hả thầy cô? Bây giờ là thoại ghép kèm hình ảnh minh họa. Vậy trong sách chúng ta đang có review của unit 1 to 4. Chúng ta có hoạt động này. Is it easy? Hoạt động này có dễ cho các con không? Is it easy? If yes, say why. Nếu dễ thầy cô ghi chỉ dài, thầy cô gõ vào chat box giúp em. Yeah, very easy. Oh, not really. Okay. Vậy chúng ta thử xem là nó có dễ đến mức đó không nha. Give me the answer for number 4. What is the answer for number 4? Number 4 answer. Write the answer of number 4 for me. I see some different answers. Is it noisy or loudly? Noisy, noisy, noisy. Noisy? Noisy or loudly? Somebody say loudly. Somebody say noisy. Let me check.
Oh, wait. Lúc nãy mình có thấy một thầy cô bảo là loudly. Uh-oh, I am sorry, it's not right. You missed one letter. So, it must be noisy. Okay, yeah, that's why noisy is the correct answer. The correct answer. Và em đồng ý với các thầy cô là bài này khá dễ. Ha. Và chúng ta muốn khó hơn thì bộ sách vẫn hoàn toàn giúp cho chúng ta thiết kế những bài tập khó hơn một chút xíu. Ví dụ như là cũng tương tự trong cùng nội dung, nhưng mà bài tập đã hướng dẫn chúng ta không cho từ gợi ý, không cho cái từ gợi ý, mà chỉ cho hình và các con bắt buộc phải ghi ra. Now, so can you give me the answer of number 4 again? What is the answer of number 4? To see, is it difficult? Number 4 again? Science. Are you sure? Oh, do experiment. Yeah. Do experiments. Wow. Scientist. Okay. All right. Yeah, I see a different answer. Wow. Okay. Vâng ạ, Amy đã thấy rất nhiều câu trả lời khác nhau đúng không ạ? Từ danh từ đến động từ đến cụm từ. But đương nhiên là khi mà các thầy cô giảng bài thì bài trong chuỗi các câu, các phần bài tập thì các con sẽ hiểu được. Nó sẽ là một cụm động từ. Alright? Like number one, stuffed up. So number four, do experiments is the correct answer. Bravo. Very good. Thank you. Bắt buộc do experiments. Nếu không phải là do an experiment. Yeah, bắt đầu khó hơn. Nhưng bây giờ mình muốn khó hơn nữa được không? Học trò các thầy cô trúng lớp chọn. Giỏi quá. Vậy thầy cô có chọn được bài tập nào khó hơn trong sách này mà nó phù hợp với dạng yêu cầu là của bài thi bậc 1 và hỏi ghép từ không? Let me show you. Yeah. Writing definitions. Writing definitions, right? Yeah, định nghĩa từ chính xác. Let's give a try. Let's give a try. What is the answer for number 3? Number 3. Can you give me answer number 3? Number 3. Yes, always correct. That's right. Sounds good, sounds good. Rồi bây giờ Amy muốn cho nó khó hơn nữa, học trò siêu đẳng quá. Can you give me the answer for number 2? Number 2. What is the answer for number 2? What is the answer for number 2? Oh, I got the first answer. Yeah, very good. Ý chính là chuẩn luôn mà, solve problems. Nhưng mà đáp án thì rất khác nhau. Solving problems, solve problem and solve problems. Đáp án chỉ cần dư hoặc thừa chữ là vẫn sai ha thầy cô? Chưa chính xác ha? Okay, okay. Now let's see. Let me erase it. Solve problems. Bởi vì câu số 2 người ta bảo là you do this. Cho nên nó phải là một động từ. Okay, you do this. Alright, Amy vừa minh họa cho các thầy cô cách mà chúng ta tận dụng, cách mà chúng ta hoàn toàn có thể thiết kế lại một chút xíu dựa trên sách. Alright, để tăng độ khó cho học trò chúng ta mà vẫn đảm bảo được các con sẽ bám sát với phật mắt thi của đề thi bậc 1 ha thầy cô. So perfect. Yeah, that's right. Ok. Vâng, chúng ta sẽ quay lại với phần mắt thi đề bậc 1 ha. Phần 2 chúng ta sẽ có là câu hỏi xác định đúng sai. Yeah, it's easy. Vâng, được miêu tả rất là rõ trong các cái phần review của sách. Hoặc là các bài CLIO. Các cái bài giảng về culture and CLIO của sách ha. Chúng ta sẽ có những bài đọc, chúng ta sẽ có những bài true, false, etc. Đây là trong bài review của sách ha.
Okay, hầu hết tất cả các bài review đều phục vụ cho mục đích test và review to follow the A1 test. Next one. Ah, this one, interesting. Phần này thì hầu hết các thầy cô chúng ta sẽ dùng chút xíu thời gian ha cho phần này các thầy cô. Phần này là phần reorder. Reorder the conversation. So just do it. Can you help me to reorder this? Vâng, các thầy cô giúp cho Amy reorder đoạn hội thoại này được không ạ? Các thầy cô có thể ghi đáp án trong chat box theo thứ tự là B, C, A, A, B, C, etc. Theo đúng thứ tự ha. Hoặc các thầy cô có thể ghi là 1D, 2B, 3A, etc. Come on. Think and give. Oh, so fast. You say D, F, B, C. I'm sorry, the first answer is not right. Oh, I'm sorry. You got it right. Oh, okay. Most people got it correct. I'm sorry. So number one, yes. Number two, F. I'd like to be a tour guide. So number three, that's a cool job. Uh-huh. Why do you want to do it? Because I want to visit different countries. Me too, but I don't want to. And that's a cool job too. Yay. Here is the correct answer. And you did all correct. Bravo. So fast. And good job. Uh-huh. Vâng ạ, như vậy trong phần này ha, chúng ta cũng luôn luôn có một phần để follow đúng format ha thầy cô. Chúng ta reorder. Thank you very much for your cooperation. For your feedback, very quick and smart. Now come on, and the last section, phần cuối cùng á. Hỏi, 5 câu hỏi đặt và điền từ vào chỗ trống. Vâng. Alright. Tất cả đều có thể tìm thấy ở phần review ha thầy cô. And let's go to writing. Let's go to writing. Yes, 3 section. Fill in the blank with the guidance, then rewrite a sentence. And the last one, write short paragraphs. Được hiểu như thế nào? Chúng ta cùng xem ạ. Trong sách thầy cô sẽ thấy được là chúng ta dùng picture prompts để giúp các con viết thành câu hoàn chỉnh ha. Sử dụng thì chính như là quá khứ đơn, như lúc nãy Amy nói, kiểm tra quá khứ đơn, tương lai đơn. Okay. And then the second. Here. Uh-huh. Các con viết lại câu, sau đó chúng con sẽ còn phải viết lại một đoạn văn ngắn từ 30 đến 40 từ là đúng, bám sát luôn. Tầm đâu đó 5-6 câu thì các con đã hoàn toàn có thể thực hiện tốt. Và thậm chí là rất tốt cho cái phần thi viết của các con trong bài thi bậc 1. Các nội dung trong phần viết nó sẽ liên quan những đề rất là gần gũi như là message, email. Yeah, text message or postcards or letters or invitations, etc. All right, so how about speaking? Let's move to speaking, please. Chúng ta sẽ cùng đi qua phần speaking với 3 phần ha. Nội dung thi là tầm đâu đó tầm 11 phút. Các con sẽ thực hiện các phần thi liên quan tới tranh. Phần 1 là hỏi phỏng vấn. Phần 2 thì các con sẽ liên quan đến đáp. Gợi ý liên quan đến các vật thể và phần 3 là mô tả tranh. Trong đó phần mô tả tranh là phần có vẻ challenging nhất cho các con đúng không ạ? Ok. Hầu hết các bài trong bộ sách này đều được thiết kế và cũng giúp các con tương tác với tranh nhé thầy cô. Ví dụ như các cái bài này. Play the ball game. Ở hầu hết các cái bài conversation lessons, tức là bài 1 cho đến bài 3 của các unit,
Các con sẽ có hoạt động thiết kế và hoạt động tranh cuối cùng để giúp cho các con tương tác và tạo ra những cuộc hội thoại như thế này. Các cuộc hội thoại như thế này sẽ giúp cho các con tự tin hơn trong vấn đề tham gia kỳ thi. Sau mỗi buổi conversation lessons, các con thường sẽ có khả năng giao tiếp tương tác với nội dung được định sẵn trong bài. Ví dụ như trong bài này, các con sẽ hỏi về môn học yêu thích, trả lời được môn học yêu thích và lý do tại sao bạn yêu thích môn học đó. Đấy. Em nhắc lại lần nữa, hầu hết các bài conversation lessons, tức là bài 1, 2, 3 trong mỗi unit, sẽ được kết thúc bằng hoạt động như thế này. Hoạt động với tranh, thông qua tranh gợi ý cho các con hoàn thành được đoạn hội thoại của mình. In addition, they also talk about familiar topics, interview, they can ask, they can answer, right? What can you do well? What's your favorite holiday? All these questions are very popular in the real test. Here we go. All right. Vâng ạ, đến phần cuối cùng của phần nói là cái phần mà các con cảm thấy khó nhất và thầy cô cũng thấy là hơi challenge cho các con một xíu là các con phải miêu tả tranh. Thực ra miêu tả tranh và kể chuyện thì rất là gần gũi. Được thể hiện qua mục D của các cái bài giao tiếp ha thầy cô. Mục D, part D in every conversation lesson. I like this one. Elfie. Một chút xíu Amy sẽ sử dụng ebook để show các cái nội dung bài này nằm trong phần nào cụ thể hơn cho các thầy cô theo dõi. Right, once again, that's all about the test for A1 level and all the details and how the books support teachers and students in that way. Trước khi chúng ta qua phần tiếp theo thì Amy tóm lược lại bài thi bậc 1 theo bộ thì được biểu diễn dưới dạng nào. Một trong những định dạng bài thi bậc 1 được thể hiện. Ok, thông qua 4 kỹ năng ha thầy cô, với các cái phần cụ thể khá là rõ ràng trên màn hình. Đây là bản tóm lược lại một lần nữa. Và bộ sách của chúng ta đã thể hiện rất rõ, đặc biệt là trong các unit, đi từng unit trong phần review and practice. Nó cover đầy đủ listening, reading, writing and speaking. Ở ngoài các cái phần review and practice thì phần writing and speaking còn được thể hiện trong các bài conversation lessons đi qua mỗi một bài chứ không chỉ có dừng ở phần ôn tập ở cuối unit ha thầy cô. Vậy thì chúng ta vừa đi qua một format định dạng bài thi bậc 1 xong, thì còn những định dạng khác không ạ? Yes, absolutely. Vậy thầy cô còn biết thêm những định dạng bài thi bậc 1 nào? Thầy cô vui lòng gõ vào tên, gõ tên của bài thi đó vào trong chat box giúp Amy nào. Which are the A1 level tests that you know? Do you know any others? Can you write there? Write the chat box. I will count out from 10. If you don't show me, I will show you. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, I got some answers. Cambridge là chính xác ạ. Hệ Cambridge rất là nổi đúng không ạ? Và phổ biến toàn quốc. Tuy nhiên cấp độ mà Cambridge offer có A1, nó sẽ là movers. Movers. Not starters. Movers. Correct. That's right. Ngoài ra, Amy sẽ giới thiệu thêm cho các thầy cô một chương trình khác cũng có định dạng bài thi bậc 1 đang từng bước tiếp cận ha, từng bước được giới thiệu vào trong Việt Nam trong chương trình của chúng ta, đó là Language Cert Owl. Chúng ta có Cambridge thì có Mover và với Language Cert thì chúng ta có Owl. Và Đại Trường Phát đang cung cấp rất là nhiều nguồn tài nguyên cho các thầy cô để tham khảo trong series giáo trình này. Vì sao em đề cập? Bởi vì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng các ngữ liệu, các dữ liệu và ngữ liệu của Cambridge Movers và Language Test Owl để xây dựng những bài kiểm tra cũng như bài ôn tập cho các con, bởi vì chúng hoàn toàn có những điểm tương đồng về đầu ra của ngôn ngữ và các cái hoạt động bài tập cũng tương tự nhau, đặc biệt là Language Test Owl. Các cái định dạng bài thi của Language Cert Owl khá là gần gũi với bài định dạng bài thi bậc 1 của bộ. All right, so that's all for the first section.
And welcome to the book and lesson structure. I know this is the last year, right? Now, how many years have you used or have you been using the book? Can you write the number of the year that you've been using the books for me, please? Có thể cô đã sử dụng bộ sách Smart Start trong bao nhiêu năm rồi đấy ạ? À, có thể cô cứ gõ thật kinh nghiệm của mình vào trong chat box giúp Amy ha. How many years have been teaching this one? Wow! Wow! Oh my goodness! Số 1 là một số cực kỳ hiếm trong ô chat box chúng ta đang có đúng không ạ? 2 years, 4 years, and 5 years. Bravo! Bravo! Wow! Vâng, thầy cô đã có kinh nghiệm lâu năm, chính xác là lâu năm trong việc sử dụng bộ sách từ khi được đưa vào trong chương trình phổ thông đúng không ạ? À, em thấy số 4 năm rất nhiều, nên chắc chắn các thầy cô đã quá quen thuộc về format của sách rồi. Ok, now let's have a look. Let's see. Yay, the book. Vâng, em mời một thầy cô đã có 4 năm. À, em thấy có một thầy cô đã có thâm niên là 5 năm kinh nghiệm và cả 8 năm luôn ạ. Let's see. I'm looking. Yeah, here we go. Trường tiểu học và trung học cơ sở Trạm Lập Kaban Gia Lai. Em có thể mời đại diện thầy cô ở trường này được không ạ? Chia sẻ giúp em bố cục bài của cuốn sách này như thế nào ạ? Can you help me please? How many units? How many lessons? How many conversation lessons? And how many clear lessons? Vâng ạ, có thầy cô là Xuân Phong ạ. Em thấy thêm một thầy cô ở trường Nguyễn Thị Minh Khai. CPR cũng 8 năm luôn. Bất kỳ thầy cô nào có thể chia sẻ vui lòng. Turn on your camera. Raise your hand and share with me. Sau vài phút show màn hình thì thầy cô đã turn off camera hết rồi. Any volunteers? No, I don't want to listen to my voice only. Nghe mãi giọng Amy sẽ rất là chán. Thầy cô có thể xung phong giúp em không ạ? Oh my gosh, all right. Không phải là 8 năm mà là gồm grade 1, 2. Okay. Thank you very much. Yes. Áp dụng trước. Thank you very much. Thôi để tiết kiệm thời gian, Amy xin trình bày luôn ha. Như vậy các thầy cô thấy trong bộ sách này, we have 8 units, right? 24 conversation lessons, 4 clios, 4 culture lessons, and 10 reviews. Yeah, 10 reviews. 10 bài ôn tập là bởi vì sau một unit chúng ta sẽ có một review, và sau 4 bài 4 unit lớn chúng ta sẽ có một bài big reviews, review của một kỳ đó ạ. Từ unit 1, unit 4 và từ unit 8, 5 đến unit 8. So from this one, tell me, how many conversation lessons in one unit? Chúng ta có 256 từ quan trọng. Vậy thì trong một bài học như vậy, chúng ta sẽ có tầm bao nhiêu conversation lessons? Đây là bố cục ha. One unit, 3 conversation lessons. Yeah. Trường tiểu học Ngô Mây đã trả lời chính xác rồi. Chúng ta có 3 conversation lessons. Một bài clear hoặc culture. Và sau đó là một review lessons. Như vậy chúng ta sẽ có tổng cộng là 5 periods, 5 lessons. Uh-huh. Yeah. Vậy thì thường thì các thầy cô sẽ đi theo sườn bài như thế nào? Đi theo tiến trình như thế nào? Đây, mỗi một unit chúng ta có 3 conversation lessons. One lessons with Cleo or culture, and then unit review. All right. Nếu thầy cô đã từng tham gia những hội thảo các năm trước thì các thầy cô vẫn còn nhớ là chúng ta có quy trình như thế này đúng không ạ? Presentation, practice and projection. Nhưng mà thông qua hoạt động này thì Amy xin nhắc các thầy cô một chút xíu. Các thầy cô ơi, chúng ta hãy tập trung thật nhiều vào phần này trước khi chúng ta soạn giảng. Sẽ giúp thầy cô tiết kiệm được rất nhiều thời gian và hiệu quả hơn. Production stage. Các thầy cô thấy nào, lesson 1 to 3, we focus on practice speaking. But clear lesson and culture lesson, we focus more on the other skills.
writing, speaking, reading, and even listening. Sometimes, all right? Ý chỗ này là như thế nào? Sau khi chúng ta có production skill, chúng ta tập trung vào nó và chúng ta sẽ lựa chọn cách đi phù hợp nhé. Let's have a look. Here. Now look at the pictures. We got lesson 1, 2, 3. 3 lesson được biểu diễn qua 3 trang. Thầy cô mỗi một tiết học là một trang. Rất là dễ dàng. Vậy thì mục tiêu đầu ra cuối cùng của bài Conversation Lessons là ký tự nào được biểu hiện trong đây? Thầy cô khoanh tròn ký tự giúp em. Khoanh tròn ký tự A, B, C, D, E, F giúp em ha. Khoanh tròn ký tự, for example, here or here or here. Các thầy cô tương tác trên màn hình luôn đi ạ. Khoanh tròn giúp em. Hoạt động nào là hoạt động production. Mục tiêu cuối cùng gọi là outcomes của chúng ta. E, E, E. Thầy cô có tương tác trên màn hình được không ạ? Vẽ trên màn hình được không ạ? Thầy cô nhìn vào cái mũi tên trên đầu màn hình các thầy cô ha. Chọn annotate. Yeah, I got somebody choose number 3 role plays here. Circle on my screen. Học trò cực kỳ thích vẽ trên bảng của giáo viên. Các thầy cô đang trong vai trò học trò, thầy cô khoanh tròn đi ạ. Oh, somebody choose E, E, E. Yeah. D3. Wow, D3. Okay, I got D3. E and F. D3 and E. Any more ideas? Amy cần nhiều hơn nào? Amy cần nhiều phản hồi hơn nào các thầy cô để Amy hiểu được các thầy cô đang tập trung đúng hướng hay chưa? Hay là gần gần đúng hướng? Come on. What is the aim? The purpose. Chúng ta gọi là aim or the outcome. What is the outcome? Wow, a lot of people choose E. Come on, any more? Any more? Still E. Okay. Rồi thế thầy cô cho em hỏi nha. Thầy cô lưu ý là chúng ta có hai hoạt động ha. Cái bài này đang là conversation lessons. Conversation lessons tức là một bài giảng về giao tiếp. Vậy theo thầy cô giữa E và F, cái nào mới là mục tiêu chúng ta cần hướng đến cuối cùng? Một hoạt động E là chúng ta hãy chỉ vào tranh này, hỏi rồi trả lời. Tức là chúng ta tạo ra hoạt động giao tiếp dựa trên các gợi ý cho sẵn. Ok. Hay chúng ta còn gọi nó là controlled practice. Controlled practice. Hoạt động có sự kiểm soát. Remember. Yeah. Vậy thì nó đã là mục tiêu đầu ra chứ thầy cô ơi. I see somebody choose F now. Yeah. Mặc dù cả E và F đều rất quan trọng, nhưng là hoạt động đầu ra cuối cùng mà chúng ta đang hướng đến cho các con là phải là free practice. Hoạt động tự do, không còn bị kiểm soát. Đây chỉ là những hình ảnh gợi ý, nhưng mà các con hoàn toàn tự produce, tức là tự sản xuất ra các language. Tức là lúc đó khi mà các con dùng free practice thì tiếng Anh nó chỉ là phương tiện cho các con để diễn đạt ý kiến của mình. Alright. Vậy F chính là hoạt động thỏa mãn điều đó. Các con có gợi ý nhưng các con hoàn toàn sẽ phải lựa chọn trong đó để mà làm. Like, what subjects do you like or why do you like music? What subject do you like? I like music. Why do you like music? Because I like singing. All right. Okay. Như vậy chúng ta đang đi làm rất là gần rồi. Amy xin gợi ý cho các thầy cô chúng ta hãy cân nhắc rất kỹ về outcome hay gọi là production. Chúng ta sẽ có F là hoạt động đầu ra cuối cùng. E hoàn toàn không sai hả thầy cô? Nhưng mà đó là một bước đệm để đạt được cái key outcome là F. Alright. Vậy chúng ta đã xác định được key outcome. Vậy làm thế nào để cho các con có thể thực hiện được điều này vậy thầy cô? How can you teach them to make conversation like F? How? Any volunteers? Thầy cô có thể trả lời trong chat box hoặc các thầy cô giơ tay và nói nào. Okay.
chúng ta đã xác định được outcome, key outcome chứ không hẳn là outcome, key outcome tức là mục tiêu đầu ra chính nhất. Vậy làm sao thầy cô dạy được cho các con có thể nói được điều này? Any volunteers? Không ạ, không ai xung phong thì em mời đấy ạ. Here we go. Divide two team and play game. Divide two team and play game. Dạ vâng đó. Ok, nhưng mà đó là ở hoạt động cuối cùng rồi. Làm thế nào để dạy cho con từng bước cho đến khi con nói được như thế này nhá? Ok. Còn những năm trước khi chúng ta tham gia hội thảo thì các giảng viên cũng đã chia sẻ với các thầy cô để dạy được một hoạt động giao tiếp thì chúng ta cần phải make sure là các con có khả năng làm được điều đó. Vậy thì các con cần có điều gì để làm được điều đó ạ? Hai thứ đúng không ạ? Một là ngữ liệu, hai là cách sử dụng ngữ liệu đó. Một là ngữ liệu, hai là cách sử dụng ngữ liệu đó. Ok, yeah, that's right. Provide vocabulary, teach vocabulary and structure. Giới thiệu cấu trúc ngữ cảnh cho học sinh thực hành mẫu câu. Perfect, that's right, that's right. Vâng, chính xác đấy ạ. Như vậy chúng ta xác định được outcome. Chúng ta đi từng bước ha. Và thầy cô xem nè. Yes, ngữ liệu đây ạ. A và B chính là ngữ liệu. A là ngữ liệu từ vựng. B là ngữ liệu về cấu trúc. A, chúng ta cung cấp từ vựng. Then B, chúng ta cung cấp về cấu trúc. Alright, cấu trúc sử dụng các ngữ liệu vừa cho ở A. Right. Sau đó thì chúng ta giống như thầy cô vừa chia sẻ và chúng ta phải thực hành trước khi chúng ta cho các con tự nói. Vậy chúng ta cần thực hành cho các con có ngữ liệu rồi, nhưng mà làm sao để sử dụng ngữ liệu? Next part, chúng ta phải hướng dẫn các con cách đọc này, pronunciation này, word stress này. Alright, word stress. Learning, using, not learning, not using, no. So, pronunciation or word stress. Sau khi đọc có word stress thì chúng ta đưa từ vào câu như thế nào ạ? Chúng ta có intonation, chúng ta có ngữ điệu câu và đưa chúng vào hội thoại thông qua việc nghe trước, thực hiện theo sau. Lặp đi lặp lại nhiều lần rồi sau đó chúng ta sẽ bỏ bớt nội dung vào các con seal, các con điền vào ha. Các con điền vào. Sau những hoạt động kiểm soát đó thì bắt đầu các con sẽ từng bước chúng ta làm đến hoạt động Y là gọi là controlled practice, right? Controlled practice. Vâng ạ. Có thêm một thầy cô ở conjunction số 2 cho ý kiến là học sinh hiểu và đọc được từ vựng, học sinh có thể thực hành mẫu câu có trong lesson. Yeah, I agree. Ok. Đấy. Như vậy sau khi các con được cung cấp ngữ liệu ở A, ở B, các con thực hành ngữ liệu bằng cách luyện tập ngữ âm ở C, ngữ điệu và ngữ cảnh ở D, thì các con bắt đầu luyện tập control practice ở E và cuối cùng thì các con đến hoạt động tự do free practice in F. Ok. Như vậy, Amy vừa mới đi một lần để các thầy cô hình dung. À, các thầy cô hình dung rất là quan trọng. Khi các thầy cô xây dựng và xác định rõ outcome. Amy xin phép quay lại cái slide lúc nãy một xíu ha. Để chúng ta nhấn mạnh thêm một lần nữa nào. Here. Để tiết kiệm thời gian và hiệu quả hơn thì thầy cô cần xác định rõ production của chúng ta là gì. Cái gọi là cái key outcome. Có 2-3 outcome nhưng mà cái key cuối cùng là gì? Đấy. Từ đó chúng ta sẽ xây dựng presentation rồi chúng ta practice như thế nào để chúng ta lựa chọn hoạt động phù hợp ha thầy cô. Yeah, that's right. Như vậy chúng ta vừa mới đi qua cái tiến trình của bài Conversation Lessons. Vậy thế còn bài Culture thì như thế nào? Clear thì ra sao? Let's see. Here we got Culture and Lessons. 3 pages. Vẫn là 3 trang. 3 tiết học ha. Chúng ta vẫn có ngữ liệu đầu vào. Nhưng mà mục tiêu đầu ra sẽ khác nhau. Thầy cô lúc nãy là chúng ta tập trung rất nhiều vào phần nói vì nó là Conversation Lessons. Vậy thầy cô thêm một lần nữa chúng ta thực hành ha. Xác định giúp Amy. Đây là bài skill. Bài skill. Vậy bài culture and clear là bài skills. Vậy thầy cô giúp em xác định rõ key outcome là gì? What is the key outcome?
Key outcome. Thầy cô nên nhớ chúng ta có rất nhiều outcome, nhưng mà chúng ta cần xác định rõ key outcome là gì. Amy nói lại lần nữa này. Ba bài conversation sẽ tập trung rất nhiều vào outcome là speaking. Rồi đến bài culture and Cleo thì sẽ tập trung rất nhiều vào những kỹ năng khác bên cạnh skill. Alright. Đã gợi ý đến thế rồi đấy ạ. Come on, come on. Only G. E and F. Yeah, smart. Smart. Vâng ạ, tương tác thêm giúp Amy đi ạ. Tương tác thêm giúp Amy đi. F and G, F and G, okay. E and F or F and G? F, G, F, G, okay, okay. Yeah, all right. Thank you, very good, very good. Okay, Amy thấy thầy cô đã phản hồi rất nhiều. Thậm chí có luôn cả đáp án là D, E, F luôn. D, E, F. Okay, right. Rồi, Amy xin phép trả lời nha. Chúng ta có 3 bài này và cái điểm đến cuối cùng giống như conversation lesson nó thường nó nằm ở trang cuối cùng đúng không? Thì đó là outcome. Vậy thì xin phép đi nó chỉ là một trong những bước đệm để chúng ta đạt được kết quả cuối cùng thôi ha. Nên chúng ta chưa chọn đi cho thầy cô. Outcome của chúng ta sẽ nằm hoàn toàn ở trang 17. Vậy giữa hoạt động E, F and G. Cái nào mới thực sự là outcome? Chúng ta chỉ có hai outcome. E là một hoạt động đọc hiểu. Alright. Vậy cái mục tiêu cuối cùng chúng ta cần xác định rõ hơn đó chính là yeah, F and G. F and G, correct. F and G. Còn cái E đó chỉ là ngữ liệu và phương tiện hay là phần thực hành để làm tiền đề chúng ta có thể viết được ở phần F và nói được ở phần G. Alright. Yeah. Thầy cô cho em hỏi thêm câu số 2. Giữa F và G, cái nào quan trọng hơn một chút xíu? Gọi là key outcome. Giữa F và G, cái nào quan trọng hơn một chút xíu? Key outcome. Oh, G. Oh, somebody say F. À, để thay đổi cách hỏi ha, cho Amy hỏi cái khác. Nếu thầy cô không có kịp giờ, thì giữa hoạt động F và hoạt động G, hoạt động nào sẽ được lựa chọn để dạy tại lớp? Nếu thầy cô không kịp giờ ha, thì thầy cô sẽ lựa chọn giữa hoạt động F hay G để dạy tại lớp vì thầy cô cho là nó quan trọng hơn. F or G? F or G, everybody? A lot of people say F and some people say G. Okay. Rồi cho em hỏi tiếp. Nếu không có hoạt động F thì các con có làm hoạt động G được không thầy cô? A smart answer, G homework. Yeah, Okay. F, G có thể vào đầu tiết sau, yes. Chúng ta hoàn toàn linh hoạt. Cái này sẽ phù hợp vào lớp của các thầy cô tùy theo tâm trạng, tùy theo cái atmosphere của lớp lúc đó. Nếu mà các con đủ energetic, thì thầy cô hoàn toàn có thể cho làm hai hoạt động. Không thì thầy cô lựa chọn hoặc F hoặc G để các con thực hiện tại lớp. Hoạt động còn lại chúng ta sẽ cho về nhà. Đúng không ạ? Tuy nhiên Amy khuyến khích các thầy cô nên đặt xác định rõ mục tiêu F mới là key outcome. Còn hoạt động G sẽ được hiểu như là một post activity. Các thầy cô còn nhớ phần lý thuyết giảng dạy kỹ năng không ạ? Chúng ta có 3 stages. 3 stages. Three stages. Three skill. Oh, here. Three. Three. While. And post. Thầy cô còn nhớ quy trình dạy kỹ năng không ạ? Yes. Three, while, and post. Như một hình nhé. Như vậy hoạt động F mới là hoạt động. Mới là kỹ năng chính mà chúng ta cần hướng đến đúng chưa? Còn cái hoạt động speaking nó được hiểu như là post activity. Post activity, right? Thêm phần lý thuyết này là củng cố cho các thầy cô một lần nữa để chúng ta xác định rõ hơn. Writing is the key outcome. Như vậy chúng ta sẽ có hoạt động F được xem như một hoạt động chủ chốt ha, hoặc được các con. Khi các thầy cô xác định rõ như vậy á, thì trong cái lộ trình chúng ta đi vào sẽ rất là dễ và focus hơn.
Ok, vận động nói nếu ta kịp giờ chúng ta cho các con làm tại lớp, nếu không kịp giờ chúng ta cho làm homework hoặc là buổi sau chúng ta sẽ cho làm warm up cho buổi tiếp theo. All right. Rồi Amy nhắc lại một lần nữa, việc xác định production, việc xác định rõ outcome cực kỳ quan trọng. Cực kỳ quan trọng cho các thầy cô ha. À, để các thầy cô xây dựng bài một cách logic và phù hợp nhất. Ok. And let's see, that's here. Phần này Amy sẽ hướng dẫn thêm các thầy cô ha. Chúng ta sử dụng thêm ngữ liệu làm thế nào để dạy được những cuốn sách này một cách hiệu quả. Time is coming. Chúng ta sẽ đi xong cái phần format xong, Amy sẽ giới thiệu thêm ngữ liệu để chúng ta khai thác như thế nào. Sau cái phần clear và gì nhỉ? Culture, right? Thì chúng ta sẽ đến phần review của mỗi unit ha. Trong phần review này chúng ta lặp đi lặp lại các cái dạng bài, các định dạng câu hỏi của bài kiểm tra đánh giá bậc 1 rồi. Ok, here we go. Alright, trước khi break time thì Amy sẽ chia sẻ các thầy cô về chúng ta có các cái ngữ liệu như thế nào và khai thác ra làm sao. Alright, các thầy cô được cung cấp nhiều tài nguyên. Trong một trong số các tài nguyên đó chính là các slide. Amy nhấn mạnh một lần. Các slide này được biên soạn, ready used, gọi là cực kỳ hiệu quả cho các thầy cô trong vấn đề chúng ta sử dụng. For example, đây, Amy đang lấy một cái bài Unit 1, Lesson 1. Alo. Một. Okay. Hai. Ba. So in this slide, you see very clear lesson outline, warm-up, vocabulary structure consolidation. Các slide này được biên soạn theo chuẩn giáo học Pháp và gồm có sườn bài này, phần warm up, trò chơi ban đầu như thế nào, rồi phần diễn dạy từ vựng như thế nào, giảng dạy từ vựng như thế nào, dẫn vào structure ra sao, phần bài tập thực hành rồi ôn tập như thế nào. Kể cả phần homework cũng đã được soạn giảng luôn. Các thầy cô có thể sử dụng nó mà không cần edit lại hoặc điều chỉnh theo ý thích và điều chỉnh để phù hợp hơn với đối tượng học sinh và tính cách của học sinh. Đây, em đi qua một lần cho các thầy cô hình dung ha. Các slide này chúng ta kêu nêu rất là rõ objective. Rồi, giống như lúc nãy chúng ta đang xác định outcome là gì. Để có warm up thì slide đã thiết kế. Ow. Okay. Spin and stop game. Yeah. Alright. Warm up. Sau đây đến phần vào bài ha thầy cô. Rồi có mục tiêu rất là rõ. Bài này học cái gì? Rồi chúng ta đến phần presentation ra sao? Thiết kế rồi đã bổ sung luôn cả ngữ âm IPA trong này cho các thầy cô sử dụng. Cho các con luyện tập. Thầy cô có thể hoàn toàn sử dụng các slide. Nếu trường hợp điều kiện là chúng ta có projector nhà trường. Ok. Here we go. Được soạn giảng rất là chi tiết và tỉ mỉ rồi thầy cô ạ. Đến phần thực hành ha, cũng được soạn kỹ lưỡng hơn. Như thế này, em đi qua một lần, các thầy cô sẽ khám phá trong các cái nguồn dữ liệu sau khi cái phần của Miss Lương giới thiệu với thầy cô sẽ vào và khám phá thoải mái luôn. Ý của em đang muốn nhấn mạnh là các slide đã được sử dụng rất, đã được soạn rất là kỹ và gọi là ready used cho các thầy cô. Rồi, structure ha. Đấy, đi từng phần, rõ ràng trong này thì sẽ không có hiệu ứng về màu sắc. Nếu thầy cô muốn sử dụng hiệu ứng màu sắc thì thầy cô hoàn toàn có thể sử dụng thêm bảng điện tử. Và tí nữa Amy sẽ giới thiệu luôn. Rồi, thực hành ha, phải nghe. Cũng đã có. He likes English. He likes English. Right. Rồi, đáp án cũng đã được đưa vào. Rồi, đến phần thực hành hoặc đến phần bài tập thêm thì các slide cũng đã được tận dụng luôn cả cái phần workbook và soạn sẵn vào đây cho các thầy cô sử dụng luôn. Ok, đây là extra practice workbook page 42 cho bài này. Các thầy cô cứ việc chúng ta xem kỹ bài trước khi lên lớp và chúng ta cân nhắc lựa chọn hoạt động phù hợp chưa. Phần này đã tăng tính luyện tập cho các con.
tại lớp. Rồi, đến phần kết bài ha. À, ôn tập cái gì, học cái gì ngày hôm nay, đã xong như thế nào và phần bài tập nhà là gì. All right. Như vậy đó là slide. Thế bây giờ chúng ta tạm phân ra thành 3 loại ha thầy cô. Chúng ta có điều kiện giảng dạy. Thứ nhất này là chỉ có sách. Oh sorry. Chỉ có sách. Không có thiết bị hỗ trợ ha. Trường hợp số 2 là có projector. Hoặc là có TV. All right. Nhưng mà không có internet. Và điều kiện số 3 là điều kiện đại gia, chúng ta có tất cả và có internet. All right. Các thầy cô có thể chia sẻ cho Amy điều kiện các thầy cô thường xuyên làm việc trong điều kiện nào không ạ? 1 2 or 3. 1 2 or 3. One, yeah. One. And three, wow. One, two, and three. Oh, okay. Okay. Yeah, one, two, and three. Như vậy chúng ta đều có cả ba loại luôn đúng không ạ? Chúng ta có ba điều kiện. Vậy thì thế này nha. Amy sẽ gợi ý thêm một ít hoạt động để các thầy cô có thể sử dụng trong điều kiện là chỉ có sách không có thiết bị thì chúng ta hoạt động như thế nào? Có projector, TV không có internet thì ra sao và có internet thì như thế nào? Rõ ràng nếu có điều kiện như điều kiện số 3 thì là tuyệt vời nhất. Nhưng mà trong trường hợp chúng ta chỉ có sách không có thiết bị thì các thầy cô hoàn toàn sử dụng sách và chúng ta sử dụng các flashcard, right? Chúng ta có các flashcard. Đây ạ. Các thầy cô hoàn toàn có thể chuẩn bị nào, chúng ta có các tài nguyên giảng dạy như là bộ tranh hình. Bộ tranh hình, flashcard. Rồi, chúng ta có các sách hỗ trợ. Có phiên bản sách thôi. Đấy, thì thầy cô kết hợp có thể sử dụng thêm flashcard để giảng dạy trên lớp ha. Tí nữa khi mà đi vào các bài giảng demo thì chúng ta sẽ chia sẻ nhiều hơn về nếu như không có thiết bị chúng ta làm như thế nào. Để sẽ lắng nghe nhiều hơn với các thầy cô. Nếu có projector, TV mà không có internet thì thầy cô hoàn toàn vẫn có thể sử dụng được slide như Amy vừa trình bày ha. Slide đây ạ. Series slide, mỗi một tiết học đều được soạn giảng rất là chi tiết, ok, ghi từng trang rõ ràng, right. Thậm chí thầy cô có thể download cái phiên bản này vào CDR, phần mềm tương tác sách học sinh, hay là DHA, phần mềm tương tác trò chơi, lưu sẵn vào trong máy tính và chúng ta bật lên chơi. Tuy nhiên, nếu có internet tốt nhất, vẫn được khuyến khích nhất bởi vì sẽ có những tính năng mà không hỗ trợ cho phiên bản trên máy tính thuần mà cần phải có mạng. Ví dụ như là liên kết link hay là chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng một số tài nguyên sẵn có trên Google hay trên mạng. Thầy cô ha. Ok, đây ạ. Phần mềm trò chơi DHA. Nó sẽ như thế này. Các thầy cô đã dùng nhiều năm, các thầy cô biết rồi. Vì Amy chỉ giới thiệu qua với một số thầy cô chưa có trải nghiệm thôi. Rồi phần mềm tương tác sách là như thế này. Alright. Vì giới hạn thời gian chúng ta cũng không thể nào lấn thêm giờ của các thầy cô được. Amy xin phép quay lại bài giảng chính mà chúng ta chính thức nghỉ giải lao trong vòng 15 phút. Alright, it is now 9:05 and we'll come back at 9:20. Okay. Chúng ta sẽ quay lại vào lúc 9:20 nhé thầy cô. 15 phút đủ thì chúng ta enjoy break. Okay. Break at 9:20. Thank you very much. Enjoy your break time. Bye bye. Welcome back, everybody. Hello. Are you there? Hi, if you are there, can you type yes? Ah, hi, hello.
Yeah. Well done. Welcome back. Okay, okay. Mm-hmm. Thank you very much for your comments and for your reply. Lúc nãy thì trong giờ dạy lao có một số thầy cô hỏi là cái phần ma trận 50 câu đó, không hẳn là 50 câu nhỉ. Cái ma trận đó là đề thi học kỳ. Amy muốn nhấn mạnh một phần nữa, đó là nội dung mà trong bộ đề thi định dạng, đề thi bậc 1 được quy định là có thể sẽ hỏi đến ha thầy cô. Còn lại trong các đề thi kiểm tra hay đề thi học kỳ bình thường thì thầy cô là người chủ động ra đề, cũng như là sở giáo dục của mình chủ động ra đề. Tuy nhiên để đảm bảo được cái chương trình của bộ thì sẽ cover các cái nội dung đó. Như vậy chúng ta sẽ định hướng trong quá trình giảng dạy cũng như ra đề để cho các con bám sát và sau này sẽ không ngỡ ngàng. À, thầy cô ha. Còn lại về bộ phận ra đề và hình thức thi như thế nào, theo quy định, đúng làm theo quy định và hướng dẫn của bộ, thì thường thì các cơ quan chức năng người ta đã có bộ phận này sẽ hướng dẫn đến từng phòng ban cũng như là các trường học các thầy cô được tập huấn về vấn đề đó. Thế các thầy cô coi chừng bị nhầm lẫn ha, tại vì một số thầy cô hỏi đó là đề thi học kỳ. Alright. Chúng ta cứ bám sát sườn theo như đó thì kiểu gì cũng đạt cái yêu cầu cao để đạt kết quả cao thôi thầy cô ạ. Thank you very much. And now welcome to my favorite part. Teaching. Okay, hai bài mà Amy chọn ra để demo cho các thầy cô sẽ rơi vào như thế này ạ. Unit 1, Clear Lessons. Okay. Conversation lesson ở bài 1, 2, 3 thì khá là phổ biến rồi. Cho nên Amy sẽ không sử dụng mà để đưa vào giảng demo. Amy sẽ sử dụng các cái bài CLEAR, tức là phần dạy kỹ năng sâu hơn để hướng dẫn. Chúng ta mặc định là các con đã học xong cái tiết này ha thầy cô. Chúng ta không đủ thời gian, chúng ta chỉ có thể demo 2 tiết thôi. Chúng ta mặc định các con đã biết cái này rồi nè. Ok. Đã nói được thời gian rồi nè. Đã sử dụng được cấu trúc này rồi nè. What time does your math class start? It starts at 7:30. Vâng vâng. Tức là các con đã học rồi ha. Thầy cô lưu ý giúp em. Tiền đề là các con đã học xong tiết này, biết cách nói giờ, biết cách sử dụng cấu trúc để trao đổi thời giờ. Vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục học tiết thứ hai và tiết thứ ba của bài CLEAR. Time to go in New Zealand. Vâng vâng ạ. Ok. Nó gồm có phần đọc hiểu này, phần nghe này. Tiếp tục lại một bài đọc. Rồi đến bài sở, rồi đến bài viết cuối cùng ha, rồi đến bài viết cuối cùng. Và hoạt động post activity sẽ là hoạt động nói. Rồi, Amy đi qua nội dung như thế để các thầy cô hình dung. Như vậy nếu như mà chúng ta có điều kiện là chỉ có sách vở thôi ấy. Chỉ có sách vở thôi ấy thì chúng ta sẽ dạy như thế nào? Tuy nhiên chúng ta sẽ bám sách, thầy cô sẽ cấp công nhiều hơn trong vấn đề giảng dạy. Khi chúng ta dạy từ vựng, chúng ta sẽ có phương tiện ví dụ như là flashcards hay là các game nhiều hơn. Nhưng khi chúng ta tiến hành dạy kỹ năng như là đọc, nghe, viết thì bắt đầu nó sẽ khó khăn hơn. Em sẽ hướng dẫn một số hoạt động, đề xuất một số hoạt động để các thầy cô tham khảo. Thường thì trong cái bảng này, ngoài việc chúng ta hướng dẫn cho con và dạy cái đọc thông tin trong bảng như thế nào, chúng ta sẽ hỗ trợ thêm. Hầu hết các học sinh Việt Nam ấy đều rất là yếu trong vấn đề đọc bảng biểu. Ok, vậy thì để các con làm được thì chúng ta sẽ hướng dẫn các con về cách đối chiếu thông tin như thế nào. Nếu các con tự tin hơn, biết đọc từ đâu chứ không phải là lúc nào cũng phải đọc từ đầu đến cuối. Đấy, chúng ta sử dụng các cột, các vẽ, các đường để cho các con tìm thông tin nhanh hơn. Ở phần nghe này thì chỉ là nghe về thời gian thôi, rất là dễ. Tương tự như vậy. Sau đó các thầy cô cũng có thể hoàn toàn sử dụng như Amy trong hoạt động sắp tới Amy minh họa ha. Nhưng mà thầy cô làm phiên bản là trên lớp chỉ có sách vở thôi. Thì nó cực hơn như thầy cô chuẩn bị một chút xíu. Tương tự như vậy, trong phần đọc tí hồi Amy đi hết một bài xong rồi sẽ quay lại nó một lần nữa.
Đối với điều kiện số 2 là chị không có internet nhưng mà có thiết bị hỗ trợ. Thì thầy cô hoàn toàn có thể sử dụng slide. À, chúng ta điều chỉnh trong slide như Amy sẽ làm tí nữa. Và trong điều kiện loại 3, trong điều kiện số 3 chúng ta có internet. Thì sẽ là phiên bản hoàn hảo nhất mà Amy sử dụng để mà hướng dẫn cho các con. Ok. Rồi, vậy là các thầy cô đang hình dung được đúng không ạ? À, thầy cô thử bỏ một chút xíu thời gian suy nghĩ xem là thầy cô sẽ đi bài này như thế nào. Thầy cô sẽ đi bài như thế nào. Để cuối cùng là các con phải viết được. À, có thầy cô nào có ý kiến chưa? Thầy cô sẽ đi hai bài này như thế nào để đạt được kết quả đầu ra là F ạ? Any volunteer? Oh yeah, I got some. À, có thầy cô nào muốn chia sẻ không ạ? Five, four, three, two, one. Time's up. Okay. So it's my turn, huh? It's my turn. Now, come on. Are you ready to start? Thank you, everyone. May I have your attention, please? Today, follow me to play something. Let's play a game. Let's go. I have a game. Which one would you like, Bamboozle or Memory? I would like you to play Memory with me. Wait for me. I got Team A and Team B. Huh? We are in class. Maybe I'll give you four teams, but it's fine. Team A and Team B. Hello. What we're going to do is choose two numbers. Two numbers. You type two numbers in the chat box and I'll open it. Okay, I got one. One and six. Let's see one and six. One, six. Uh-oh, sorry. The next number, Team B, please. Five, eight. Okay, got it. Five and eight. Uh-oh. Haha. Team A again, 11, 12, 11, 12. Very good. You got it. Where is this place? Where is this place? Is it a corridor? Yes, that's a corridor. Good job. You got first 15. Team B. 5 and 9. Uh-huh. 5 and 9. Uh-oh. Sorry. Team A again. Team A again. 1 and 9. 1 and 9. Great. What subject is this? What subject is this? Tell me. Tell me. What subject is it? Write your answers. Art. Let's check. Oh, language art, language, English, or art, maybe okay. Yeah, you got it. Team A got 30. How about you, Team B? What numbers? 4 and 7, okay? 4 and 7. You got a number. You got an answer. Thursday, Saturday, so what is here? Friday, yay! Somebody say Wednesday, are you sure? Friday, correct, and B. Don't forget to write capital F, huh? Perfect. Yay, Team A again, what number? What number? Team A, 3 and 6. 3 and 6. Ah, sorry, Team B. Wait. 3 and 5. 3 and 5. Wow, you got it. Where is this place?
If you give the correct answer, you can gain score. Playground. Yay, you got it. Bravo. Oh, we got 30 and 30. Let's see. Team A again. What's that? Oh, so many. 6 and 8 first. 6 and 8. 6, 8. Okay. 6 and 8. Uh-oh, sorry. Team B. 2 and 8. 2 and 8. Yeah, what subject is this? You can give the correct answer. You got it. English with E capital. Correct. Team B. How about team A? If you can answer, you might got a tie. What subject is this? Answer it quickly. Maths. Correct. Yay. Oh, so it's a tie. Team A and team B, there's a tie. Good job. Thank you. Thank you. Yeah. Well done. So now we are going to learn something. Do you remember this picture in the quiz? And can you tell me what country is it? This is the film location of The Hobbits and Lords of the Rings. What country is this? Answer me, come on. Come on. Oh, somebody give me the answer. Let's check. Any other answer? Poland, Spain, New Zealand. Wow. How about the second? Its capital is Wellington. Now you know. What country is this? Do you know? Okay, I'll show the flag. Yay, you must know it. Correct. A said once again, say it, New Zealand, and other people agree that's in New Zealand. Yes, congratulations. New Zealand. Right. Today, we'll learn something about New Zealand. How the kids go to school and how are their schedule? Let's have a look. Ta-da! Now, so wow. Can you listen and read at the same time? C. 2. Listen and read. Stephen's school timetable. Time. Monday 9 a.m. Math, 10:45 a.m. English, 12:30 p.m. IT, 2:15 p.m. Science. Tuesday, 9 a.m. Music, 10:45 a.m. History, 12:30 p.m. Art, 2:15 p.m. Science. Wednesday, 9 a.m. Geography, 10:45 a.m. IT, 12:30 p.m. Math, 2:15 p.m. PE. Thursday, 9 a.m. English, 10:45 a.m. PE, 12:30 p.m. Ethics, 2:15 p.m. History. Friday, 9 a.m. Science, 10:45 a.m. Math, 12:30 p.m. English, 2:15 p.m. Geography. Okay, and now what I want you to do is, fill the missing subjects. Do you still remember? Close the book. Nobody open the book. Close the book. Try to think and write there. Give your answer from 1 to 5 in the chat box. Not 1, not 2, but from 1 to 5 in the chat box. Come on. Do you remember? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1. Time's up. Mm-mm. No answer. Okay. So you are going to listen again and write your answer. Okay? When I finish listening, playing, you type enter into the chat box. Got it? Listen, write answer. I finish, you enter. Let's go. C. 2. Listen and read. Stephen's school timetable. Time. Monday 9 a.m. Math. 10:45 a.m. English. 12:30 p.m. IT. 2:15 p.m. Science. Tuesday. 9 a.m. Music. 10:45 a.m. History. 12:30 p.m. Art. 2:15 p.m. Science. Wednesday. 9 a.m. Geography. 10:45 a.m. IT. 12:30 p.m. Math. 2:15 p.m. PE. Thursday. 9 a.m. English. 10:45 a.m. PE. 12:30 p.m. Ethics. 2:15 p.m. History. Friday. 9 a.m. Science. 10:45 a.m. Math. 12:30 p.m. English. 2:15 p.m. Geography. Wow. Now you've got all the answers, right? Mm-hmm. Math, history, PE, ethics, science. Wow, yay, you got them all. Huh? Somebody got spelling mistakes? Be careful. Okay, somebody says, oh yeah, that's right. Let's check. Number one, math, correct. Math or maths? Okay. Number two, history, yes. Number four, I'm sorry, number three, PE or physical education. Number four, on Thursday, you got ethics. And Friday, science. Very good. On correct. Well done. Now, I would like you to fill in the blank with the correct information. Can you help me? Oh, I see. Feng Yao Yu Wang Yang. Yeah, you raise your hand, please. Can you read number two? Hello? Vâng ạ, có thầy cô đang giơ tay đấy, em mời thầy cô có thể mở microphone. Và thầy cô trả lời đọc lên cũng được ạ. Thank you. Mm-hmm. So what is number two? Yeah, number two. Okay, number two. Ha ha ha. 10:45 a.m. or 10:45. Correct. His history class starts at 10:45 a.m. on Tuesdays. Right. Give me the answer for number three. Number three, please. Number three. Yeah. À, xin lỗi, trường tiểu học Ngô Mây CPR đã giơ tay. Okay, thầy cô có PE. Yeah, PE. Can you read the whole sentence? Read the whole sentence. Physical number three is on Wednesday. His PE starts at 2:15. Very good. Thank you. That's correct. Let's see, everybody, his PE class. Awesome. Very good. How about number four, any volunteers? Number four, any volunteer, raise your hands.
Come on. Yeah, không có ăn xung phong đọc ạ. You only type. It's okay. Let me see. Oh, is it 12 or 12:30? Oh, you again. Okay, keep going. Như chỉ có thầy mở được mic thôi ạ. Mời thầy ạ. Please. Number 4, is it 12:30 p.m. You read the whole sentence, please. His ethics class starts at 12:30 on Thursdays. Okay, at 12:30 or 12:30. Thank you very much. PM. Don't miss it. Yeah, thank you. Next one, please. Number 5. I need another person, please. Anybody else? Oasis, come on. Miss Zhang, you? Yes, number 5. On Fridays, his science class starts at 9 a.m. Yes, 9 a.m. Bravo. Thank you very much. So I see in the chat box, everybody got perfect answer. Good. So good. Yeah. Thank you very much. And now, let's see. You are going to look and listen. Then you can write. Are you ready? Listen and write. Phần này là phần Amy kết hợp bởi vì thầy cô khá là khá rồi và thường khi mà yêu cầu các con ấy nghe, chỉ nhìn và nghe thôi mà không viết thì các con cũng sẽ viết, đúng không ạ? Thì hoặc là thầy cô tùy theo năng lực của các con thì cô có thể cho làm phần này kết hợp luôn cũng được. Hoặc nếu mà lớp yếu hơn thì thầy cô cho nghe trước, sau đó rồi mới cho nghe lần thứ hai và viết ạ. So I combine them. D1. Look and listen. 1. I'm from India. I go to Delhi Public School. I always walk to school at 7:30. On Friday, my English class starts at 8 a.m. 2. I have lunch at school at 12 o'clock. My geography class starts at 1 o'clock in the afternoon. 3. I'm from Vietnam. I go to Le Van Dam Primary School. My mom usually takes me to school on her motorbike. On Fridays, my science class starts at 7:30 a.m. 4. I have lunch at school at 11:30. After that, I sleep. My Vietnamese class starts at 1:40 p.m. Mm-hmm. Can you give me the answer from 2 to 4? Oh, you got it. Wow, many people got it. Let me have a look. Oh, 1:40, 8 a.m., 1 o'clock, 7:30. Okay. Yeah. Do you want to listen again? Maybe no. Maybe no. Because I see some people give only one answer, one number. So I want you to listen again and give me full answer for number 2, 3, and 4 at a time. Okay, 2, 3, and 4 at a time. Listen again, please. D1. Look and listen. 1. I'm from India. I go to Delhi Public School. I always walk to school at 7:30. On Fridays, my English class starts at 8 a.m. 2. I have lunch at school at 12 o'clock. My geography class starts at 1 o'clock in the afternoon. 3. I'm from Vietnam. I go to Le Van Dam Primary School. My mom usually takes me to school on her motorbike. On Fridays, my science class starts at 7:30 a.m. 4. I have lunch at school at 11:30. After that, I sleep. My Vietnamese class starts at 1:40 p.m. Okay,
Now I got all the answers in three, with three answers. Correct. Yes. Yes, yes. If you write numbers, but write own numbers. If you write words, write own words. Và nếu các bạn trả lời bằng số thì các bạn ghi số hết toàn bộ cho nó đồng nhất. Nếu các bạn trả lời bằng chữ, các bạn ghi chữ đồng nhất. Ok? Nên như vậy ha các bạn. Không bắt buộc nhưng mà nên như vậy. Và để an toàn hơn trong kỳ thi thì các bạn nên ghi số. Alright? Thank you. I see. That is 1 o'clock, 7:30 a.m. and 1:40 p.m. Yeah, I told you. Các bạn hoàn toàn không bị bắt buộc nhưng khuyến khích các bạn nên ghi số ha. For sure. Good job, everybody. You got perfect answers. But now I want you to do something more. I want somebody to read it aloud. Anybody can help? 1, 2, 3, 4. 4 speakers. Come on. Any volunteers? Yes. Mời thầy ở trường Ngô Mai ạ. You first. Và các thầy cô giơ tay đăng ký cho lượt tiếp theo. Number 1 for you, please. I'm from India. I go to Delhi Public School. I always walk to school at 7:30. On Fridays, my English class starts at 8 a.m. Good job. Well, Amy, tôi tưởng đang mở băng nha. Thank you very much. You had very beautiful reading. Thank you. Good intonation. Now, number 2. Anybody else? Number 2, please. Number 2, please. Turn on your camera. Read it with me. Thầy cô tương tác nào. Nếu không, chúng ta skip qua thì hơi phí. Anybody else? Yes. Miss Trang, please. Miss Trang. Chuẩn bị cô số 3 ha, thầy cô. Miss Trang. Okay, yes. Number 2. I have lunch at school at 12 o'clock. My geography class starts at 1 o'clock in the afternoon. Beautiful. Yeah. Good job. Awesome performance this morning. Thank you, Miss Jane. Number 3, anybody else? Yeah. Mời thầy cô ở trường tiểu học Thora số 1 ạ. Please. Thầy cô đang giơ tay đấy ạ. Mời thầy cô ha. Yes, hello teacher. Hi. Yes, number 3. I'm from Vietnam. I go to Levin Tam Primary School. My mom usually takes me to school on her motorbike. On Fridays, my science class starts at 7:30 a.m. Wow, it's so good. Good job. Thank you very much. Yeah, well done. And now, number 4. Who can help me? Hello, who can help me? Any volunteers? Come on. Let's see. Me, yeah. Vâng ạ, mời tiểu học Chu Văn An ạ. Phú Thiện Gia Lai. Okay, hello. Hi, hello. Yeah. Okay, hello. Yes, number 4, please. Yes. Are you listening to me? Now, can you say again? Yes. One more time. Yes. Okay, number 4. I have lunch at school at 13:11. After that, I sleep p.m. Okay, có thể đường truyền không được tốt cho nên là cái phần đọc của cô nó bị hơi chậm một xíu ạ. Cô có thể đọc lại một lần nữa không ạ? Okay. Nghe không thôi. Okay. Okay. Wait me some minutes. Yes, mm-hmm. Okay. I have lunch at school at 13:11. After that, I sleep. My Vietnamese class starts at 1:40 p.m. Beautiful. Thank you. You did good job. Thank you very much. All right. Okay, thank you, teacher. You're welcome. And now, everybody, please choose a number and then speak again with your information. I need only 2 students. Because we don't have enough time. Any volunteers?
and then volunteers. Bây giờ mình cần hai thầy cô giúp mình ha. Chỉ cần hai thầy cô thôi, có thể chọn số bất kỳ và sau đó nói cho mình thông tin của thầy cô nào. Any volunteers? Any volunteers? Any volunteer? Any volunteer? Come on, please. Vâng ạ, những thầy cô đã tham gia phần trước hoàn toàn có thể giơ tay lại. Quickly. No more. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. Nobody raise your hand. Really? Oh yeah. Mời thầy cô đến từ trường tiểu học Lương Thế Vinh. Hello. I choose number one. Yes, please. Hello, I choose number one. Yes, please. Can you say it? I'm from India. I go to Delhi Public School. I always walk to school at 7:30. On Fridays, my English class starts at 8 a.m. Good job. Bây giờ nhờ thầy cô thay bằng thông tin của thầy cô được không ạ? Chúng ta sẽ không dùng lại thông tin cũ mà chúng ta sẽ dùng luôn thông tin mới của thầy cô ha. Thứ nhất. I'm from Vietnam. I go to Lương Thế Vinh Primary School. I always walk to school at 7 o'clock. On Friday, my English class starts at 7:15 a.m. Yay! Very nice. I know. Okay. Thank you very much. Thank you. Now, one more person. Any volunteers? Raise your hands. Come on. Yes. I'm mời thầy cô đến từ tiểu học Rashomon. Amy. Hi again. Yes. Hello, teacher. What number would you like to choose? Yes. Number one. I'm from Vietnam. I go to Hoa Quan Primary School. I always walk to school at 7 a.m. On Fridays, my English class starts at 9:30 a.m. Wow, yeah, 9:30. Lớp bắt đầu 9:30, mình đi làm từ lúc 7 giờ. So good. Thank you very much. Well done. Okay. And now, before we stop, let's see. Please do listen, then you draw lines. Mời thầy cô chúng ta hãy vẽ luôn trên màn hình của em ấy ha. Easy, very easy. 1. What time does your English class start, Mike? It starts at 7 o'clock. Oh, that's early. 2. John, what time does your history class start? It starts at 12:15. When? At 12:15. Mm-hmm. Yay. Awesome. That's right. 3. What time does your geography class start, Betty? It starts at 1:30. Oh, that's nice. Okay. Câu số 4 chắc không cần nghe đúng không ạ? 4. Sarah, what time does your math class start? It starts at 3:45. Oh, that's late. Yeah, you all correct. Yeah, very easy for you. Well done, everybody. That's great. Mm-hmm. And don't forget your homework. You're going to review all vocabulary and structure, do exercises on page 9 in the workbook, and prepare next lessons on the student book page 17.
All right. Thank you and goodbye. See you next time. Bye. Vâng ạ, như vậy là chúng ta vừa mới đi qua đúng 35 phút cho một bài giảng. Đúng 35 phút thầy cô ha, cho một bài giảng về Clio. Như em ấy đã trình bày, trong này thì em ấy sử dụng Internet nè, sử dụng slide nè. Ok, thực ra rất là đơn giản. Nếu thầy cô sử dụng chỉ có sách thôi á, thì thay bằng cái hoạt động warm up là em ấy cho chơi game trên mạng, thì thầy cô có thể thay thế hoạt động khác. Thầy cô có thể bỏ qua hoạt động warm up đó, thầy cô vào thẳng luôn cái hoạt động reading, cái hoạt động giới thiệu về New Zealand như em ấy sử dụng. Thay vì dùng các hình ảnh đó thì thầy cô có các cái card, flashcard mà thầy cô miêu tả thì các con vẫn đạt hiệu quả như thường, không có gì khác. Nếu thầy cô có slide thì còn nhiều tuyệt hơn nữa đúng không ạ? Thì thầy cô có thể đưa các cái hình ảnh đó thì slide nó sẽ sống động hơn rất là nhiều. Ok, and now let's move to the next lessons. Chúng ta sẽ dự kiến bắt đầu trong 3 phút nữa. Trong 3 phút nữa ha. Và kết thúc vào lúc 10 giờ 35 phút, tức là 35 phút cho một tiết học. Thầy cô xem qua cái trang mà chúng ta sắp giảng dạy ạ. Chúng ta sẽ học về phần đọc này, xử lý thông tin phần đọc này. Làm sao để cho các con biết được. Ok. Thầy cô ghi nhớ giúp em là chúng ta đã có ngữ liệu cho các con này, về môn học rồi này, về nói giờ giấc rồi này. Đã nghe và có ngữ liệu. Cái bài học thầy cô vừa mới làm xong và có điền thông tin cá nhân của mình vào rồi đúng không ạ? Ở bài vừa mới xong ấy ạ. Đấy, đã có cấu trúc. Nghe rồi, nói rồi, đầy đủ hết từ vựng, thời gian và môn học. Everything is ready. Đến bây giờ chuẩn bị cho bài viết thì cái hoạt động y này, bài đọc này được xem như một bài mẫu cho các con viết. Bài viết thật của các con chỉ có một nửa thôi. Tức là từ 30 đến 40 chữ thôi. Trong cái bài này thì nó tầm đâu đó là 70 chữ. Ok, bài này tầm 70 đến 80 chữ. Vậy thì bài của các con sẽ tầm 30 đến 40. Bởi vì nó chỉ nói về một ngày thôi là Wednesday. Còn bài này, bài mẫu đang viết về Thursday and Fridays. Ok. Chúng ta định hình ha. Đây là thời gian chúng ta đang suy nghĩ để chúng ta đi bài như thế nào. Nếu đó khi em mới bắt đầu thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn cho thời cô. Ready? Let's get started. Hello again, everybody. How are you doing today? Good. Aha. Today I have something with you, something for you, which is quite special, another game. Do you like playing games? If yes, type yes. Oh, you are doing well. I'm happy to hear so. Yes, just playing game, okay. I hope you to go with me one more time. We'll learn more about Vietnam. And we do pretty interesting one. You have to say something more. I'll have you like team A and team B's category. Maybe I would like boys in a team, and I would like girls in another teams. Okay, if you are a boy, you answer for boys' team. You are a girl, so please enter in girls' team. Okay, don't make confused. Now, team boys first. Hello, any boys? Can you choose a number? Type the number. Type the number you want to choose. Oh, number three. Okay. Number three. What city in Vietnam is quite famous? Write your answer. Write your answer. Write your answer. Cap Mo. Oh, this is the new name. Huh? Come on. Okay. 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 Let's check. Yay. Congratulations. You got it right. Remember, if you are boys, you answer. If you are girl, don't answer. Remember. Next, team girls, number six. Okay.
What city in Vietnam is this? Where? Yeah, a lot of people. I know, that's this way. Good job, girl. Boys, again, your number. What is your number? 7? Okay, 7. Any number come first, I will choose. 7. What city in Vietnam? I was here some days ago. Yeah, Hanoi, Hoàng Kiếm Lake. Correct. Bravo. Correct. How about girls? Number 11? Okay. What city in Vietnam is this? Oh, you know it. Tây Ninh. Let's see. Tây Ninh, right? Okay. You got it, girls. Team boy 25, team girl 35, because they choose the good number. Number 10 for boys. What city in Vietnam? What city is it? Ho Chi Minh City, yeah. Correct. Đức Bà Cathedral, right? But that number is, brings you only 5. Who are you? Team girls choose number 16. Oh my goodness. Reset score. I'm sorry. Here you go. I'm very sorry. You chose not a good number. Yeah, rubber. 0 for girls now. And boys, you choose number 5. You choose number 5. Ha, ha, ha. Boy got worse. Because you got minus 20. Oh my gosh. Okay. And girls choose number 9. You girls choose number 9. What city in Vietnam, girls? It's your chance. It's your chance, girl. What is this? What city? Is it Lao Cai? Lao Cai? Yay! That's right! Okay. You got 25! Very good. Boys, what's your number? What's your number? Boys? Oh, 12. 12 for boys. What city in Vietnam? I know it. Floating Market in Đan Thơ. Yay! You got it right. Because you still minus. 14 for girls. What city in Vietnam? What city? Vũng Tàu. Wow, you knew a lot. Yes, you did it. Oh, wow. Very good. Now, boys, you look sad, but you still have to choose. Number 1. What city in Vietnam? I'm sure you know it. What city? Đắk Lắk City? That's city. Or Buôn Ma Thuột or Đắk Lắk? Buôn Ma Thuột. Anyway, you got 1 correct answer, so it's still okay. Good boys. Number 13 for girl. Is it right? Number 13 for girls. Maybe number 2, right? Number 2 first. After Buôn Ma Thuột answer. Number 2. What city in Vietnam? Quy Nhơn, yeah. Oh, a lot of people know. Correct. You're a superwoman. You're a superwoman. Now, how about boy? El Zó Quy Nhơn. Okay. What city? Boys. What's your number, boys? 15. My goodness. Look, you are a very good boy when you chose that. Because you swap, you know, team boys got 60 now and girls got only 10. Oh, now girls, what's your number now? Number 4. All right.
What city in Vietnam? Easy. Điện Biên Phủ. Okay, correct. You still got 3-1. Now, boys, what number? Number 8. What city in Vietnam is this? Is it Da Nang? Ho Chi Minh. Is it? Oh, I didn't have this. Okay, Da Nang. 85. I'm sorry. Let me check it later. I'm sorry. That's wrong for me. My mistake. But then see, Ho Chi Minh in what city? Bà Rịa Vũng Tàu, okay. So, I'm sorry for that number, but don't care about it anymore. Let's come back here. Now, yeah. It's a district. Yeah, my mistake. Now, let's see. What city in Vietnam? Can you guess? Aha! Uh-huh. That. And who is the winner? Boys, you're so lucky. Okay. Your boys are so lucky today. Great. And congratulations to both teams. All right. And welcome back to our lessons today. And that is about something different. After playing game, we need to go to school. We go to school. Yesterday, we learned about New Zealand, right? And today, we learned about Vietnam. After knowing a lot of cities, we'll know how children in Vietnam go to school with their tongue. Now let's see. Please have a look in your book or on my screen. This is Anne's school timetable. And this is her timetable. Can you read and help me to put the correct words into the correct number? Now you have 2 minutes to read and then give me the answer. I will ask you the number and you write the answer. Now, what is number 2 answer? Number 2, English. How do you know? Can you underline it on my screen? English. Yeah. Thursday. Very good. Thursday and English. Correct. That's right. So, number 2, English. Yes. Well done. Number three, give me the answer for number 3. Somebody say PE, somebody say geography. Show me in the reading text. Underline the information in the reading text. Number three, geography class starts at 20 to 2 in the afternoon. Is that right, everybody? Her geography class starts at 20 to 2 in the afternoon. Okay. Yes. Geography. Well done. I give you a heart. Well done. And a heart for English answer. Good. Number 4, please. Remember, answer my question.
Don't write everything. Answer my question. What is number four? P-E-P-E. Show me in the reading text. Show me in the text. So PE class starts at 1:40 on Friday. Yeah. So let me check. Correct. And you got my heart. Thank you. Number five. Oh. Number five, please. Somebody says science. Yes, underlined it. Science class starts at 3. Let me check. Correct. So I give you another heart. Well done. Bravo. Now look at your answer. Did you get all correct? Yes. Perfect. Well done, guys. Let's go to the next page. I have something more for you. You're going to read and choose the correct option. Let's get started. Now, can you choose one or two? I'll type in the answer, one or two. One, one, one. One, one. Yay. All people say one. Is that right? Not any other answer? Okay, let me check. Yes, that's why. Because if you click here, it's wrong. Well done. Number one is correct. How about number two? How about number two? One or two? TV. Two, two, two. Two, two, two. Some people say two. Is it right? Yeah, let's check. Correct. Not math. Yeah, well done. Number three. One or two. Two again, two again. Uh-huh. At 20 to two. 20 to 2. Okay, it's not 25. Oh no. And the last answer. The last question, sorry. Number four answer. What's your answer? 1, 1, 1. Oh, 1. Everybody chose 1. Let me see. Not two. Yeah, well done. You did awesome job. And now it's time for you to write. First, let's look at this. Huh? Let's look at this. Can you answer the following questions? What time does Anne's Vietnamese start? Oh, sorry. What time does Anne's Vietnamese class start? I want you to write the phone answer. Write the phone answer, everybody. Phone answer. Viết phần câu đầy đủ. Viết phần câu đầy đủ. Write the phone answer. Please. Phone answers, please. Our Vietnamese class starts at It starts at. Oh, I got some mistakes there. Khi mà học trò viết câu full thì sẽ bị lỗi ha thầy cô. Chúng ta có cơ sở để sửa. Very good. I see your answer. Most of you got it right. Remember, we got stars.
Starts. All right. Starts. Mm-hmm. Oh, it starts it. Okay. Good. Next question. What time does end science not start? Soon answer again, please. Thầy cô nên nhớ đây là tiết học để dạy phần kỹ năng viết, nên khi ở đây chúng ta đã qua cái phần lấy thông tin trong bài đọc rồi và bắt đầu sang phần viết ha. Nên thầy cô bắt buộc các em phải viết full câu và thay từ it bằng cụm từ luôn. Okay. The science class starts at 3 p.m. on Friday. Okay. The science class starts at 3 p.m. Yeah. Okay, good. Most of you got it right. Now, not any mistakes, huh? Lần thứ hai thì đã không thấy em nào có lỗi. You asked it rồi. Yeah, star is at 3 p.m. on clock. Very good. But now, the last one, which is very important. What time does your English class start on Wednesday? Your English class, huh? Your English class. Your English class, please. Now remember, look back, huh? Nào các bạn kiểm tra lại xem mình còn thiếu gì trong câu của mình không nhá. Look at the colors, huh? My English class starts at 9. I don't think so. Câu nào chưa đúng thì Amy sẽ cho mặt buồn nha. Các bạn viết lại ha. Starts at. Okay. Okay. Và chúng ta có thể thêm S đằng sau các thứ hoặc không cần thêm S đằng sau các thứ đều được ha thầy cô. Không nhất thiết là chúng ta phải nói tất cả các buổi. Chúng ta đang nói ở một lịch trình của một tuần thì it's fine. Oh no, let's look back. Don't forget S after answering. Now, for example, we thought my English class starts at on Wednesday, okay? Yeah, well done. Some mistakes, and I show you. Rồi, một số bạn đã thiếu một chút gì đó, Amy đã đưa cái mặt khóc rồi ha, các bạn sửa lại nha. Now, everybody, keep going. I know you can do this. Right now, I'm sure. Can you help me to write your timetable in this one? You complete the table below for Wednesday, only for Wednesday, okay? Write for your Wednesday. Time and the subjects. Thầy cô muốn viết trên màn hình đó thì thầy cô chọn chữ T á, T để thầy cô gõ chữ sẽ đẹp hơn rất nhiều ha. Có chữ T thầy cô chọn xong thầy cô type. Now you have 2 minutes to write in your book. Open the book, write your information. Okay. Lúc này đang yêu cầu các con sẽ viết còn trong sách của mình, chỉ có 2 phút là nó đủ để hình thành được hả thầy cô? Good, yeah, you know how to do it. Very good. 2 minutes. Two minutes. Tick-tock, 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 tick-tock. Tick-tock, 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 tick-tock.
come on, five subjects. I want you to write five subjects. Okay. Mm-hmm. Tick-tock, tick-tock, tick-tock. Uh-oh, science. Write it again. Yeah. Thank you. Các bạn không viết trang chúc nhau nào, please. Write it again. I will help you to write 10-10. And here you write science, right? Okay, or math, it's up to you. Các bạn không biết đề vào nhau, please. Thank you very much. It's time. 2 minutes is up. Lúc này giáo viên trên lớp thì thầy cô đi dọc hành lang ha để kiểm tra xem các bạn đã viết đủ chưa. Thank you very much. Now, you got it, huh? And what you need to do right now is to write. Look at your timetable and you start writing five sentences. Oh, sorry, five classes. Write about five classes. Like this. Nào, bây giờ các bạn sẽ có 5 phút để các bạn hoàn thành bài này dựa vào cái timetable của các bạn. I'll be careful with your spelling. Nào, các bạn hãy cẩn thận nào. Wrong spelling. Sorry. Các thầy cô sẽ viết vào chat box ha, viết vào chat box giúp Amy. Thầy cô có 5 phút để thực hiện. Thầy cô khoan gửi vào nhóm, thầy cô chỉ cần viết sẵn khi nào Amy bảo thực hiện thì thầy cô enter cũng sẽ vào thôi thầy cô. Four minutes. Nãy giờ mất một phút rồi. Chúng ta sẽ làm tượng trưng nha. Okay, get ready. Khi nào Amy bảo enter, thầy cô enter. Trong lúc học, những lúc khi mà các con viết thì đây chính là khoảng lặng cần thiết thôi thầy cô. Những khoảng lặng rất là cần thiết. Come on, can you enter? Send me your writing. Show me your writing, please. Show me your writing. Wow, I got the first thing. Yay. Now, let's see. On Wednesdays,
My English class starts at 7:15 a.m. Beautiful. After that, my PE class starts at 7:55 a.m. Excellent. My geography class starts at 8:35 a.m. After that, I have music class at 9:15 a.m. Bravo! I give you a big applause. Yay! Awesome. You did good job. Okay. My heart is not very beautiful. Let's see another person. Wow, you've got a lot, huh? I pick. Oh, you copy it into mine. Awesome. Here we go. Another one. On Wednesday, my English class starts at 7:15. After that, my Vietnamese class starts at 7:15. My arts class starts and my math class starts at after. Here we go. After that, please. After that. Okay. My music class starts at 10:10 a.m. Okay, this is pretty awesome. Thank you very much. You did great job. Now you got all. Can you tell your friends about your timetable? You read it to your friends. Okay. Lúc này là các bạn ấy đã bắt đầu làm theo các bạn ấy đặt cho nhau nghe hoặc là kể cho nhau nghe. Các bạn có thể là đọc cho nhau nghe, sau đó giáo viên có thể yêu cầu rất là chỉ nhìn cái bản biểu và bắt đầu nói lên chứ không còn là đọc từ cái bài viết này nữa ha thầy cô ha. Now, anybody volunteer to speak in front of class about your timetable? Show me your hands. Come on, come on. Can I invite somebody? Phòng giáo dục mang giá. Con dông một. Thầy cô nào vừa mới gửi bài vào trong nhóm đấy ạ. Mời thầy cô chúng ta cùng speak. Huh? Please come on. Who can? Who can? Any volunteers? Thầy cô có tiện để trao đổi không ạ? Yes, you are there. And you? Any volunteers, raise your hands. Any volunteers, come on, are you there? Để kiểm tra xem thầy cô còn thức không ha. Thầy cô vui lòng đánh chữ yes vào trong ô chat box giúp em ạ. Yes. If you are there, yes. Okay. Yes, you are there still. Thank you. Thank you for not leaving me. All right. So any volunteer to tell me about your timetable, please? Any volunteer to tell me your timetable? Mm-hmm. Yes, Miss Trang, please. You saved my life. Come on. Yes. Okay. Wait a minute, please. My timetable is on Wednesday my math class starts at 7:15 a.m. Then I have Vietnamese class at 7:55 a.m. After that my science class starts at 8:35 a.m. And then my English class starts at 8:50 a.m. And finally, I have a PE class at 9:30 a.m. Yeah. Wow. Yeah, that's all. Yes. Thank you. Thank you. I know your timetable, so I can ask you to go out with me later. Bye-bye.
Yes. Thank you. Any other volunteers, please? Any others? No more? 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. Okay. I got you. Now, so before we come to, we finish, let's do a little bit consolidation. Please open your workbook on page 9 and practice. Hoạt động này là hoạt động tùy chọn thôi thầy cô. Thầy cô có thể để luôn cái hoạt động lúc nãy, hoạt động mà speaking được thì thầy cô để luôn cho đến hết giờ thì là hay nhất. Và nếu như mà không thì thầy cô có thể, nếu mà dư giờ thường ít lắm thì thầy cô có thể chèn thêm hoạt động này vào trong lớp học ha. Biến hoạt động này thành hoạt động nói. Is that okay? Now any volunteer, I need 2 people. I need 2 people. Chúng ta chỉ làm mẫu thôi ạ. Tự nhiên bỗng nhiên thấy nhớ giọng của thầy lúc nãy vui ha. Anybody? Raise your hands. Yes, yeah, you are there. Thank you. À, mời thầy ạ. Vâng ạ. À, không biết ở chỗ thầy có bao nhiêu người đấy ạ? Dạ, mình em thôi ạ. À, mình thầy ạ. Okay, dạ. So can I invite some other people with you? Anybody else, please raise your hands. Oh yeah, okay, Miss Trang again. Yeah, you both saved my morning. Miss Trang. Rồi ạ, hai thầy cô sẽ giúp em đóng vai dùng em đi từ câu số 2 trở đi ạ. Number 2. What times do your maths class start? It starts at 4:50 a.m. I'm sorry. What time does your IT class start? Yes, it starts at 4:15 p.m. Keep going. A quarter past four. Yeah, it's fine. Quarter past four, 4:15 is fine. Yes. Next one. You first. Number 3. Can I ask? Number 3. Yes. Now your turn. Yes. What time does your math class start? It starts at 1:30. Yeah. Okay. Now number 4. Male teacher, please ask. What's your name? Excuse me. Oh. Number 4. Yes, you. It's your turn. Me? My name is... Yes. Okay. Now, number 4. What time does your science class start? It starts at 10:45. Thank you very much. Thank you, Ms. Zhang. Can I have your name? The teacher? The male teacher? Vâng, xin xin hỏi tên của thầy được không ạ? Nãy giờ mới nhớ tên yes. của cô Trang. My name is Đứng. Oh, you knew me, right? Yes. Oh, nice to meet you again. I study FCE in Da Nang in 2013. I know. Yes. Vâng, thầy Đứng à. Yes. Yeah, thầy Đứng đã từng học trước đây với mình ở trung tâm Anh ngữ AMA Đà Nẵng nhiều năm trước đúng không ạ? Yeah. And that's why. Giọng của thầy rất là hay. Ngưỡng ngỡ thầy rồi. Nice to meet you again and wish you all the great things in life. And I still miss your flute, right? It's very good in flute. Thầy rất là giỏi thầy sáng nữa. Thank you very much for supporting me today. Thank you. Okay. Thank you. And yeah, and it's time for us to stop. And don't forget to do your exercises on page number 10 in your workbook. And prepare next lessons on page 18 in your student book. That's all for today. Thank you and goodbye. Và như vậy là Amy vừa mới đi xong bài số 2 trong vòng đúng 35 phút ha thầy cô, là trong một tiết giảng. Rất là cảm ơn cô Trang và thầy Đứng đã hỗ trợ trong quá trình. Okay, yeah.
À, chúng ta sẽ quay lại một chút xíu để chúng ta phân tích tiến trình của bài học ha. Tiến trình của bài học và chúng ta sẽ ứng dụng như thế nào khi thầy cô không có thiết bị hay là thầy cô không có tài nguyên sẵn sàng, ví dụ như là internet hay là projector vân vân, thì chúng ta sẽ có một số cái điểm lưu ý cho các thầy cô ha. Thực ra khi mà thầy cô dạy trên lớp thì có rất là nhiều thế mạnh hơn là Amy đang dạy online. Give me some second. Ví dụ như cái hoạt động này ha. Tell your friends about your timetable. Dù có sách, có thiết bị hay không thì thầy cô hoàn toàn sử dụng được cái phần này bằng cách là tạo không khí hot trong lớp. Khi các con đã bắt đầu viết xong thì các thầy cô cho các con phản hồi với hoạt động nói bằng cách là cho ngồi chơi hot seat ha. Mình đặt một chiếc ghế ở gần bục giảng, sau đó sẽ cho các con chia team ra một team, hai team hay bốn team là tùy mình, để tìm đến người mạnh nhất cuối cùng, team mạnh nhất cuối cùng. Chúng ta chia hai team ra, sau đó chúng ta sẽ cho các con giành ghế khi có hiệu lệnh. Như chúng ta phất cờ hoặc chúng ta hô 3, 2, 1, go. Hoặc là set, go. Ví dụ như thế, ai ngồi vào được ghế trước thì người đó có quyền trả lời. Khi mà người đó trả lời thì thầy cô sẽ giới hạn thời gian tùy theo mức độ ha. Không nhất thiết là các bạn ấy chỉ cần cầm cái timetable, tức là cầm cái bảng thôi và không được cầm bài viết. Các bạn nhìn vào bảng, các bạn phải nói cho được tròn chỉnh và hoàn chỉnh. Ok, hoạt động này sẽ nên là hoạt động cuối cùng sau khi các bạn ấy đã làm được rồi, đã nói được rồi. Đấy, thì các bạn ấy sẽ nói từ cái bảng biểu đó trong vòng 1 phút hay trong vòng 30 giây là do thầy cô giới hạn để tăng tốc bài nói lên. Chứ không phải là my English class starts gì đó ha. Sẽ mất thời gian. Chúng ta đang giúp cho các con phát triển, develop their speaking skill by speeding. Giúp cho các con ấy tăng tốc bài nói. Và rất là fun. It's very fun playing games in hot chairs. Đó là một hoạt động thầy cô có thể sử dụng tại lớp. Không còn nhàm chán là chúng ta chỉ phản hồi kiểm tra bài nữa. Ở đây thì lưu ý là không nhất thiết là chúng ta phải ngắt quãng và sửa cho các con ở giai đoạn khi mà chơi game này nữa. Thầy cô lưu ý ha. Mà cái game này phục vụ cho mục đích là đang speeding để phát triển cho các con về fluency, độ mượt trong bài nói. Cho nên là yếu tố tốc độ và yếu tố liền mạch là quan trọng. Còn có khi thiếu âm cuốn một chút xíu hay là bị lỗi này xíu thì các thầy cô có thể sửa cho con ngay sau khi con hoàn thành để nó không giảm nhiệt của trò chơi ha thầy cô. Ok, đó là một gợi ý. Tiếp tục, để một số thầy cô sẽ băn khoăn là liệu chúng ta còn thêm hoạt động nào ngoài cái vấn đề là Amy vừa trình bày với thầy cô các hoạt động về reading, thì thầy cô có thể có thêm một số hoạt động về reading như sau. Nó tùy bài ha. Ta có thể dùng là true, false, battle. Cuộc chiến true, false. Cuộc chiến true, false. Thì chúng ta sẽ làm như thế nào ạ? We have cards. We have cards. Chúng ta sẽ làm các thẻ. Ok. Trên này chúng ta viết chữ nha thầy cô. Ví dụ như đây là true. Chúng ta đổi màu trắng đi. Chúng ta cắt sẵn xài nhiều lần ha. Xài nhiều lần. Tương tự như vậy chúng ta có thẻ false. Ok. Rồi. Khi mà các con ở trong team thì các con sẽ cầm thẻ này. Và khi mà thầy cô đọc, nếu mà thầy cô đọc lên hoặc là thầy cô có thể sử dụng màn hình ha để chiếu câu đó lên, thì ngay lập tức các con sẽ giơ true hay false, chia team hay là thầy cô đầu tư hẳn luôn một set true false card rất là nhiều để dùng lâu dài. Thì hoàn toàn có thể chia cặp hay là chia team hay là chia cá nhân mà tùy. Hoặc thầy cô yêu cầu các con chuẩn bị sẵn theo hai cái bảng màu như vậy. Thì chúng ta sẽ dùng học trong lớp tiếng Anh true false battle. Thay vì các con sẽ làm cách rất là nhàm chán trong sách là right or wrong, true or false, thì thầy cô hoàn toàn có thể thay đổi ha. True false battle, right or wrong battle. Và từ cái bài đọc như vậy của Anne's timetables,
thì thầy cô soạn ra các cái câu hỏi giống như trò chơi game của Amy đưa ra, là chọn đáp án A là mấy giờ, B là mấy giờ ấy, chúng ta hoàn toàn thay đổi được ha, bằng true false game. Đấy, alright, đó là một gợi ý ha. Rồi, true false battle hoặc right wrong battle có thể dùng với coin, có thể chơi hoạt động cá nhân, chơi team hoặc chơi cặp đều được. Có thể sử dụng chỉ dùng với sách, không cần thiết bị, hoặc có thể sử dụng kết hợp với slide show trên màn hình. It's fine. Hoặc thậm chí thầy cô có thể sử dụng Kahoot. Nếu không dùng cặp hình này, thầy cô có thể chơi game nếu có điều kiện, như là điều kiện là về internet, thì thầy cô có thể sử dụng chơi game này trên Kahoot thầy cô tạo ra. Nó phù hợp cho cả phần listening skill và phù hợp cho cả phần reading skill, hả thầy cô? Ok, hoạt động số 2 mà em muốn giới thiệu với thầy cô là hoạt động này thì phù hợp cho các cái em ở cấp độ cao hơn, xịn hơn về tiếng Anh. Đó là elements, story elements, hoặc là chúng ta tạm gọi nó là elements. Tức là các thành tố này sẽ tạo thành một câu chuyện. Và cái này phải dựa vào cái bài nào đó. Nếu bài đó xây dựng câu chuyện thì rất là phù hợp. Còn nếu chưa phải là câu chuyện thì chúng ta biến tố nó đi một tí. Nhắc lại một lần nữa, cái này phù hợp cho đối tượng học sinh khá giỏi. Thì thầy cô hoàn toàn có thể sử dụng cái này. Chúng ta cũng có, chúng ta sẽ chọn một subject. Rồi chúng ta kết hợp với time. Ví dụ như trong bài này, là chúng ta đang sử dụng về ngữ liệu về môn học và thời gian, đúng không? Tức là đọc giờ và môn học. Thì thầy cô hoàn toàn có thể sử dụng cái thẻ bài. Chúng ta có cái cards. Đấy, lại nói một lần nữa là dùng cards. Trên cards, chúng ta có hai set cards. Một là set về subjects với màu sắc khác nhau. Với màu đỏ chẳng hạn, hoặc màu tím, màu vàng gì đó. Tùy thầy cô. Cái subjects một màu, times một màu. Các bạn sẽ phải bốc ngẫu nhiên tay trái và tay phải. Hai thẻ này đưa ra hai dữ liệu. Một cái về subject, một cái về thời gian. Các bạn ấy ngay lập tức sẽ phải sử dụng để làm thành một câu hoàn chỉnh. Ví dụ, my English class starts at 3 p.m. on Wednesday. Ví dụ như thế. Alright? Thầy có thể sử dụng hai set card subject, time, hoặc ba set cards subject, time, dates. Ok? Đấy. Thì dựa vào cái yếu tố đó, các con bốc ngẫu nhiên ba cái tạo thành một câu và phải đặt câu với ba thông tin được cho. Trong thời gian hạn định chẳng hạn. Thì từ đó thầy cô có thể triển khai hoạt động với cặp này hoặc là với team này. It's really fun, I'm sure. Alright. Thời gian có hạn nên Amy chỉ có thể gợi ý cho các thầy cô được đến thế nha. Rất là hy vọng các thầy cô enjoy, và nếu thầy cô có câu hỏi thì vui lòng bỏ vào chat box hoặc là mở microphone để chúng ta chia sẻ cùng nhau ha. Thank you very much for your totally attention. I'm so proud to have you this morning, and I hope you enjoy your day, enjoyed my presentation. Thank you very much. Are you still there? Hello? If you are still there, can you type yes? Okay. Set. Thank you very much. Right, thanks. Do you have any questions for me? You're welcome. You're welcome. Chúng ta còn 5 phút trong phần trình bày của Amy để các thầy cô đặt câu hỏi ạ. Thầy cô có đặt câu hỏi gì không ạ? Yeah, thank you. I highly appreciated your participation this morning. Thank you very much. No, not any questions? I don't see any question up to now. Cảm ơn cô My rất là nhiều. Chắc là các thầy cô sẽ suy nghĩ câu hỏi. Và nếu khi nào có câu hỏi thì các thầy cô có thể là đặt câu hỏi lên chat box hoặc là có thể mở mic để trao đổi cùng cô My về những cái thông tin mà trong buổi tập huấn của ngày hôm nay ạ. Có thầy cô ở phòng Iyara khen cô My nói tiếng Việt nghe giúp giống Mỹ Tâm. Mình hát cũng như Mỹ Tâm luôn các bạn. Mỹ Tâm. Ok.
Yeah, please don't compare anybody with somebody else. I just want to be me myself. Okay. No, mình sẽ không hát một đoạn, mình đã hát full bài và phải just just kidding. I'm just kidding. All right. Oh, just thank you, right? Yeah, you're welcome. You're welcome. You made my day. You're very good. Các thầy cô ở Gia Lai tiếng Anh rất là tốt. Mình cực kỳ happy với điều này. Và rất hy vọng là các thầy cô trong tương lai sẽ cống hiến được nhiều hơn cho nền giáo dục cũng như là cho các em. Mình tin chắc học sinh Gia Lai sau này sẽ là một biểu tượng của nước mình đấy ạ. Không đùa đâu, không đùa được đâu. Với các thầy cô giỏi cửa này thì yên tâm các em sẽ rất là giỏi. All right, thank you. I'm feel very proud of you all. Thank you. So, Miss Lương, nobody asked me. Okay, so yeah. I can team my part. Yes, please. Thank you. Cảm ơn cô Mi rất là nhiều. Dạ, trong buổi chia sẻ của ngày hôm nay thì trong cái thời lượng còn lại ngắn gọn của cái buổi hội thảo thì em Lương cũng xin chia sẻ với các thầy cô một số nguồn học liệu bổ trợ cho chúng ta trong quá trình giảng dạy để các thầy cô thuận tiện khai thác bộ sách tiếng Anh 5 iLearn Smart Start. Em xin phép chia sẻ một số phần nội dung thông tin về phần slide. Dạ em xin lỗi các thầy cô, chắc là máy tính của em nó đang đơ một chút xíu. Dạ. Các thầy cô đã nhìn thấy trên màn hình em chia sẻ chưa ạ? Nếu các thầy cô thấy rồi cho em số 1 trên chat box ạ. Dạ cảm ơn các thầy cô rất nhiều. Thì trong cái phần mà sáng nay cô My đã chia sẻ, cô Trà My đã chia sẻ các thầy cô về tất cả những cái nguồn tài nguyên để hỗ trợ các thầy cô về phương pháp triển khai sách giáo khoa tiếng Anh 5 iLearn Smart Start. Thì để hỗ trợ các thầy cô tốt hơn trong cái việc giảng dạy cũng như triển khai các cái tài nguyên của sách, triển khai các tài nguyên để hỗ trợ cho các thầy cô trong quá trình giảng dạy thì Đại Trường Phát đã phát triển một cái hệ thống tài nguyên không chỉ là hỗ trợ các thầy cô về mặt là sử dụng các công nghệ thông tin để giảng dạy, nhưng mà có những cái phần sách giấy, những tài nguyên bổ trợ khác thầy cô có thể đa dạng cái việc giảng dạy của mình. Thì ở trên màn hình đây thì em xin chia sẻ em đi lại trong cái phần giới thiệu sách của những cái đợt tập huấn trước thì chúng ta đã đi qua về cái phần nội dung của một số cái nguồn tài nguyên bổ trợ. Ở đây thì em Lương xin phép được lướt lại các cái thông tin của các bộ sách bổ trợ cho chúng ta. Sau đó thì em demo về cái phần hướng dẫn EduHome cho các thầy cô cũng như là phần mềm iTest để các thầy cô triển khai trong quá trình giảng dạy. Giống như thầy cô cũng đã biết, giống từ những đợt tập huấn hỗ trợ chuyên môn của những năm trước cũng như là những đợt giới thiệu sách giáo khoa thì chúng ta cũng biết bộ sách iLearn Smart Start thì sẽ hỗ trợ cho tất cả các thầy cô từ phần mềm giảng dạy đến những cái bộ đề thi giáo án như trên màn hình các thầy cô cũng sẽ thấy. Nên là trong quá trình mình sử dụng sách thì mình thấy nếu những nguồn tài nguyên nào mình thiếu về bài giảng, kế hoạch giảng dạy, các giáo án thì các thầy cô vẫn liên hệ với em và bạn Hồ Tiến Đạt, bạn sẽ chúng bộ phận chăm sóc chuyên môn sẽ hỗ trợ các thầy cô, cung cấp cho các thầy cô đầy đủ các nguồn tài nguyên bổ trợ để các thầy cô giảng dạy. Và ở đây thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng là năm nay đối với Đại Trường Phát thì sẽ hỗ trợ các thầy cô ở cái phần đề thi iTest, một lát em demo thì sẽ có những cái nhiều đề thi hơn để các thầy cô triển khai cho học sinh làm online hoặc các thầy cô tải về để cho học sinh làm. Ở trên màn hình thì em vừa liệt kê lại tất cả những cái tài nguyên hỗ trợ cho các thầy cô, đặc biệt đối với bậc tiểu học thì các thầy cô sẽ thấy rằng chúng ta sẽ có cái bộ cẩm nang dành cho phụ huynh ở đây. Các thầy cô biết là thường thì chúng ta sẽ dạy tiểu học thì hay báo bài gửi cho phụ huynh, thì ở trên màn hình chúng ta có cái cẩm nang hướng dẫn phụ huynh, thì trong này nó sẽ có liệt kê chi tiết những cái nội dung giảng dạy
và các thầy cô cần để mình trong quá trình mà mình thông báo cái nội dung bài học cho học sinh thì mình có thể cắt giảm những cái phần nội dung đó và các thầy cô cắt giảm những cái nội dung đó để các thầy cô tiến hành cho mình trong cái quá trình giảng dạy và các thầy cô báo cho phụ giáo viên hoặc là học sinh phụ huynh về nhà ôn tập cho các con. Ở trong này thì chúng ta sẽ có hai phần, đó là DCI và DSA, đó là hai người bạn, hai người trợ giảng đắc lực cho các thầy cô. Ở đây chúng ta sẽ có DCI là phần mềm giảng dạy và DSA là phần mềm trò chơi. Nếu các thầy cô nào mà chưa sử dụng EduHome hoặc là chưa sử dụng Thành Thạo thì các thầy cô nên triển khai và sử dụng cái này, bởi vì đây là những cái phần mềm hỗ trợ cho mình rất là nhiều để trong quá trình giảng dạy mà mình sử dụng công nghệ thông tin. Còn nếu những thầy cô nào thấy rằng là mình không cần sử dụng những cái này thì chúng ta sử dụng giáo án điện tử của Tập đoàn Giáo dục Đại Trường Phát đã hỗ trợ các thầy cô thì cũng rất là thuận tiện rồi. Giáo án điện tử cũng có đầy đủ các game trò chơi cho các thầy cô, và giống như hồi nãy cô Trà My có demo cho các thầy cô giảng dạy á, thì cô Trà My sử dụng cái giáo án điện tử. Còn tất cả những nguồn học liệu còn lại thì đều được đầy đủ liệt kê cho các thầy cô để sẵn ở trên EduHome, tài khoản gốc tiếp EduHome cho các thầy cô. Các thầy cô có thể linh động tải về bất cứ lúc nào để thuận tiện cho các thầy cô. Ở đây thì ngoài những cái phần mềm tài nguyên giảng dạy thì chúng ta sẽ có thêm những cái nguồn học liệu bổ trợ, ví dụ như những cái hệ sinh thái. Chúng ta có những bộ toán khoa và do các thầy cô giảng dạy tăng cường vào cái chương trình buổi chiều, chúng ta sẽ có thêm những cái bộ toán khoa hoặc chúng ta sẽ có những cái bộ bài tập bổ trợ đi kèm. Thì nếu như các thầy cô có nhu cầu về chương trình tăng cường thì các thầy cô có liên hệ với em Lương sẽ hỗ trợ các thầy cô thêm cái bộ sách toán khoa học, những cái bộ sách tăng cường thì chúng ta sẽ có những cái bộ sách này. Đối với cái chương trình mà chúng ta đang dạy sách giáo khoa thì chúng ta quan tâm đến cả cái phần mềm, hoặc là chúng ta sẽ có một cái bộ bài tập bổ trợ tiếng Anh 4 IELTS Smart Start, hoặc là chúng ta sẽ có bộ Listening and Speaking, và chúng ta có thêm một bộ đó là Grammar. Ba cái bộ sách tăng cường bổ trợ sách giáo khoa nếu chúng ta thấy cần tăng cường cho các em học sinh giỏi hoặc ôn luyện hoặc ôn những cái kỳ thi giống như hồi nãy. Chúng ta có chia sẻ rằng là cuối lớp 5 thì các con sẽ phải đạt cái A1, năng lực A1 là tương đương khoảng Movers. Thì các thầy cô có thể sử dụng thêm những cái nguồn bổ trợ bên trên màn hình em đang chia sẻ. Thì các thầy cô tăng cường thêm bài tập hoặc những cái tiết tăng cường buổi chiều 2 tiết, thầy cô có thể tham khảo thêm những bộ sách này. Đặc biệt đối với bộ bài tập bổ trợ IELTS Smart Start đi kèm sách giáo khoa, các thầy cô mình có sách giáo khoa là Student Book Workbook, thì chúng ta sẽ có bộ bài tập bổ trợ đi kèm, viết kèm. Ở đây thì chúng ta sẽ có một khối lượng bài tập khá nhiều để cho các thầy cô có thể ôn luyện thêm, có những đề thi học kỳ mẫu để các thầy cô có thể sử dụng để đem vào trong các đề thi học kỳ hoặc là ôn tập thêm cho học sinh. Và những cái bộ bài tập bổ trợ này thì chúng ta cũng sẽ có một cái app làm bài online. Học sinh ngoài việc là làm sách giấy thì học sinh có thể sử dụng những cái code đã kích hoạt trong sách thì chúng ta sẽ làm online, thì các em sẽ làm đi làm lại được nhiều lần với cái đề thi đó. Tương tự thì chúng ta sẽ có, ngoài đây chúng ta sẽ có những cái bộ về nghe và ngữ pháp ở đây, thì các thầy cô vẫn có thể tăng cường cho học sinh thêm những cái nguồn học liệu này, các bộ toán khoa. Thì em lướt qua những cái, chúng ta với sách của Đại Trường Phát thì chúng ta cũng sẽ có một bộ là theo khung Cambridge CFR. Ở đây chúng ta sẽ có bộ Starter, Movers và Flyer. Chúng ta sẽ ở cái bộ sách này thì chúng ta sẽ có hai quyển. Một quyển dạng Test-Based Learning là một cái quyển học kiến thức để cho phục vụ kỳ thi, và một quyển số 2 nó là sẽ là Practice Test, là chỉ chuyên giải đề thi. Thì mỗi bộ này chúng ta sẽ có 3 level ở đây, và tương đương thì một level có 2 quyển. Tương đương chúng ta cũng sẽ có bộ Skill Builder, nó cũng tương tự như bộ Summer Camp phía trên. Thì các thầy cô có nhiều chọn lựa. Thường những cái bộ này thì một số trường họ dùng sử dụng dạy tăng cường cho học sinh giỏi, hoặc là một số trung tâm ngoại ngữ, các trường quốc tế họ sử dụng cũng rất nhiều để các thầy cô có thể tham khảo, hoặc sử dụng những cái này để làm ngữ liệu trong các đề thi nghe hoặc đề thi đọc viết. Thì đây là những nguồn tham khảo thêm các thầy cô. Ở đây là cái thang quy đổi của tương đương về cái bộ sách, các cái ngữ liệu như là các cái nội dung trong bộ sách.
Thì những thầy cô nào quan tâm thêm về những cái bộ sách này thì các thầy cô có thể liên hệ em để em hỗ trợ chuyên sâu hơn. Bây giờ em xin phép được chia sẻ với các thầy cô cái phần số 2, em nghĩ là khá quan trọng hơn đó chút thầy cô, đó là cái phần về Edu Home và iTest. Dạ, các thầy cô trên màn hình, các thầy cô nhìn thấy ạ, Edu Home chưa ạ? Trang web Edu Home em chia sẻ chưa ạ? Nếu rồi các thầy cô cho em chữ yes ạ. Rồi, cảm ơn các thầy cô. Cái này rất là quen thuộc với các thầy cô rồi ạ. Giảng dạy, chúng ta giảng dạy sách của Tập đoàn Giáo dục Đại Trinh Phát trong 4 năm và năm nay là mình chuyển qua năm thứ 5 thì chắc các thầy cô đã quen với trang web này rồi. Dạo gần đây thì em thấy nhiều thầy cô hay nhắn tin gọi điện hỏi cho em là tại sao vào trang web thì lại yêu cầu bắt mua tài khoản hoặc là mua nội dung. Các thầy để ý giúp em, hiện tại đang chuẩn bị cho năm học mới và Đại Trường Phát đang đổ khá nhiều dữ liệu, nhiều tài nguyên và nâng cấp cái hệ thống Edu Home của mình nhé, kịp phục vụ cho các thầy cô trong năm học mới, nên hệ thống thỉnh thoảng sẽ nâng cấp và có thể tài khoản các thầy cô bị lock out ra, bị thoát ra khỏi Edu Home. Thì các thầy cô khi mình vào Edu Home kiểm tra trước hết giúp em xem là trên cái tài khoản Edu Home có tên của mình chưa. Là cái đầu tiên, nếu có tên của mình rồi có nghĩa là mình đã đăng nhập của mình, tài khoản của mình. Thì mình kiểm tra cái bước đó đầu tiên, các thầy cô vào, các thầy cô chỉ cần nhìn thấy là mua thêm nội dung là các thầy cô lo lắng, là các thầy cô gọi điện cho em và sau đó là các thầy cô em hướng dẫn là thầy cô vào lại. Thì trước hết, bước trước hết là mình kiểm tra cái này trước, vì trong nhiều trường hợp là em Lương không ngồi trên máy tính, không kiểm tra ngay với các thầy cô được, thì các thầy cô lại phải đợi nó mất thời gian để mình giảng dạy. Thì mình cứ kiểm tra đầu tiên cái này trước, trên điện thoại hay máy tính mình đều kiểm tra cái nội dung này trước, thấy hiển thị tên mình rồi, bắt đầu sau đó mình vào, mình chọn cái ứng dụng của tôi nhé, các thầy cô giống trên màn hình em đang chọn, và sau đó mình vào chọn cái lớp cấp lớp của mình, ra mình nhấn vào chỗ chữ sách, thì mình chọn, ví dụ mình đang dạy lớp 5 thì mình chọn lớp 5. Các thầy cô để ý này, nhiều khi mình vào cái xong rồi nó hiển thị ra này thì các thầy cô có sách toán, tiếng Anh và tin học, mình chọn sách tiếng Anh. Còn nếu nó mặc định, mình vào thường xuyên á thì nó mặc định sẵn rồi, ít lâu lâu mình mới vào thì thỉnh thoảng hệ thống nó nhảy, mình chọn sách tiếng Anh. Trong này mình sẽ có hai bộ, mình sử dụng sách của Đại Trường Phát là bộ IELTS Smart Slot thì mình sẽ được tặng luôn tài nguyên của bộ Excellent Friend nhé các thầy cô, mình được tặng miễn phí luôn tài nguyên của bộ còn lại. Edu Home mình được tặng, iTest mình cũng được tặng nhé các thầy cô, có nghĩa là mình được gấp đôi nguồn tài nguyên để hỗ trợ cho mình trong quá trình giảng dạy rồi. Thế các thầy cô yên tâm là chúng ta sẽ rất là nhiều nguồn tài nguyên để tham khảo cũng như áp dụng trong quá trình giảng dạy. Đối với bộ IELTS Smart Start thì các thầy cô lên, các thầy cô sẽ vào đây, có rất là nhiều tài nguyên để cho các thầy cô có thể chọn và giảng dạy ở trên này. Ở đây mình sẽ thấy mình cần tài nguyên nào thì mình lên đây, mình có thể để trên này hoặc tải về máy mình cũng được, hoặc là em Lương cũng thường gửi cho các thầy cô một đường link trên nhóm Zalo, thầy cô tải về. Trong này thì các thầy cô sẽ sử dụng DCR là phần mềm giảng dạy nè, các thầy cô dạy, và chúng ta sẽ có một phần mềm là DHA là phần mềm trò chơi. Em nghĩ những cái này các thầy cô quen rồi thì em đi lướt qua. Ở đây thì chúng ta lưu ý là chúng ta có thể chọn bài học bất kỳ ở đây, chứ không nhất thiết là từng trang, các thầy cô có thể chọn. Giống ví dụ như trên màn hình chúng ta có, thì bình thường chúng ta giảng dạy, chúng ta cho nghe, học sinh nghe, hoặc là chúng ta ẩn chữ thì chúng ta đã quen thuộc rồi. Chúng ta hẹn giờ, hoặc là chúng ta làm những cái thao tác về màn che. Sau khi dạy từ vựng xong, chúng ta muốn học sinh nhớ, có thể những cái trò như number coding, những cái trò chơi như vậy, thì các thầy cô sử dụng những cái thao tác trên này. Em cũng rất thích một cái thao tác đó là sử dụng link. Các thầy cô có thể sử dụng những cái link này để các thầy cô warm up. Ví dụ như hồi nãy cô Trà My có chia sẻ, các thầy cô sử dụng cái thao hút hoặc là quizzes các thầy cô đã tạo sẵn rồi. Thì bây giờ các thầy cô để link vào đây, gắn vào đây, đến bữa đó dạy, các thầy cô chỉ cần mở cái link đó ra và các thầy cô nhấn vào thì các thầy cô sẽ thấy được cái nội dung hôm trước mình đã soạn. Mình qua lớp B, lớp C, lớp D mình dạy thì nó vẫn còn ở đây. Hoặc là những cái link về bài hát để mình warm up này, những cái trò chơi vui nhộn giống như hồi nãy cô Trà My có làm trên Bamboozle, hoặc là những cái trò chơi về World War các thầy cô đã làm, cái thầy cô link vào đây, thầy cô để gắn vào đây là được.
Các thầy cô ví dụ, thầy cô chọn cái link bất kỳ, hoặc là bữa đó mình chỉ dùng link, ví dụ em lấy một cái link về YouTube chẳng hạn, ở đây em gắn vào đây đi, hoặc là một link gì đó, em chưa có link mở link gì cả nên là em để cái link iTest ví dụ như đây. Còn các thầy cô có link sẵn thì các thầy cô để vào, các thầy cô chỉ việc lưu thôi. Hôm sau các thầy cô đi dạy, các thầy cô chỉ nhấn vào đây nó mở ra luôn, mở liên kết cho các thầy cô luôn là nó sẽ ra cái link của các thầy cô đang dạy. Thì chúng ta sử dụng cái link này các thầy cô giảng dạy. Trong trường hợp mình có internet ha các thầy cô, thì cái này nó sẽ, bởi vì nó link này là mình đang mở trên internet thôi. Tất cả những cái thao tác về sử dụng EduHome thì các thầy cô vẫn sử dụng như những năm trước. Năm nay về cơ bản thì EduHome chúng ta vẫn duy trì những cái tính năng đó cho các thầy cô. Đối với những thầy cô nào mới giảng dạy sách lần đầu thì các thầy cô sẽ thấy nó khó khăn hơn xíu, thì các thầy cô em sẽ gửi cho các thầy cô hướng dẫn sử dụng chi tiết của EduHome. Còn chủ yếu chúng ta khi đi dạy thì chúng ta quan sát để ý kỹ hai cái này, DCR và DSA. Đối với DSA là phần mềm trò chơi, ví dụ lúc nãy chúng ta dạy về cái năm môn học lúc nãy, subjects của chúng ta, thì chúng ta vào đây, chúng ta cho các bạn ôn tập lại. Sách đã bố cục sẵn, mỗi lesson của chúng ta sẽ có hai trò chơi, một trò chơi, các thầy cô ba trò chơi, một cái games dành cho cái phần vocab ở phía trên, một game bên này cũng practice lại vocab nữa, và game cuối cùng sẽ là phần grammar, là cái phần structure mà các bạn sẽ học. Em mở một ví dụ ha. Geography. Đây là một cái game đầu tiên để practice lại cái phần từ vựng lúc nãy của các thầy cô. Cái game số 2 cũng tiếp tục practice lại cái đó. Thì ở đây chúng ta sẽ có ví dụ như đây. Chúng ta sẽ có hai phần trò chơi này phục vụ cho cái phần vocab chúng ta đã học, và một cái game về cái phần cấu trúc câu. Đây các thầy cô sẽ thấy chúng ta sẽ có phần đây cấu trúc câu. Thì các bạn sẽ thực hành cấu trúc câu. Thì có nghĩa là các thầy cô sẽ hình dung rằng trong cái phần mà chúng ta thực hành về cái nội dung bài học đó, thì chúng ta sẽ có cái giáo án điện tử. Các thầy cô giảng dạy thì thường giáo án điện tử cũng liệt kê chi tiết này, từ vựng nè, phát âm nè, rồi trò chơi trong đó cho các thầy cô. Trên phần mềm thì chúng ta cũng có từ vựng nè, trò chơi cho các thầy cô, là các thầy cô có hai kênh để chúng ta thực hành trong quá trình giảng dạy, trong điều kiện nào phù hợp thì các thầy cô triển khai. Còn nếu không thì trong sách giáo khoa, bản thân quyển sách giáo khoa của chúng ta nó cũng đã có hướng dẫn sẵn những cái bước cho các thầy cô triển khai. Trong sách thì gợi ý một số game sử dụng flashcard là truyền thống, hoặc giống như hồi nãy tập huấn thì cô Trà My có hướng dẫn rất là nhiều hoạt động cho các thầy cô triển khai giảng dạy đa dạng phù hợp với cái điều kiện lớp học của các thầy cô. Nên tùy vào cái tình hình cụ thể các thầy cô triển khai cũng như ứng dụng các cái học liệu của mình trong quá trình giảng dạy cho nó phù hợp. Ở tất cả những cái tài nguyên còn lại thì các thầy cô có thể tìm hiểu trên này. Các thầy cô có thể xem một cái nguồn mà em cũng thấy rất là thích và thường khuyến khích các thầy cô sử dụng, đó là cái quyển vở ghi chép. Nếu như trong trường hợp các thầy cô muốn sử dụng cái vở ghi chép để cho tiết kiệm cái thời gian các bạn ghi chép bài trên lớp, ở cái phần này thì em thấy các khu vực khác giáo viên sử dụng rất là nhiều. Cái vở ghi chép này thì các thầy cô có thể tải, các thầy cô nhìn lên màn hình của em chia sẻ đây, các thầy cô có cái nút file, các thầy cô tải ở đây, các thầy cô tải về thì các thầy cô có thể in cho học sinh cũng được, hoặc các thầy cô có thể mua quyển tập ghi chép này thì hình như giá của nó cũng rất là rẻ mà in màu, thì tùy các thầy cô triển khai cách nào cũng được. Ở đây liệt kê cho các thầy cô chi tiết. Và cái này không chỉ có nói tập ghi chép, nhưng mà không chỉ ghi chép chung, nó còn có bài tập cho học sinh làm bài. Chúng ta đã có sách workbook, chúng ta đã có unit test cung cấp cho thầy cô. Bây giờ chúng ta có thêm tập ghi chép ở đây chi tiết nữa. Thầy cô chỉ cần giao là hôm nay về nhà ôn tập thuộc bài mà làm bài ở trang số 4 chẳng hạn, thì các bạn sẽ rất là dễ. Các bạn follow đây. Trong cái tập ghi chép này chúng ta có cái gì ạ? Các thầy cô sẽ thấy trong tập ghi chép này chúng ta có phần review and practice nè, ôn tập để thi nè. Chúng ta sẽ có những cái bài thi học kỳ mẫu. Ví dụ như ở đây chúng ta sẽ có đây. Các thầy cô sẽ có bài thi học kỳ mẫu ở trong cái tập quyển notebook này. Nhưng các thầy cô tận dụng những cái này, nếu mình không muốn
thì chúng ta có thể tải file về và sử dụng những cái test ở trong này để các thầy cô ôn tập cho học sinh. Và trên này thì ở phía cuối sách cũng có mã để cho thầy cô quét và nghe hạ đáp án đầy đủ chi tiết cho các thầy cô. Thì đây là những cái nguồn học liệu mà các thầy cô có thể triển khai hoặc là trên EduHome. Ở trên EduHome thì các thầy cô còn có thể tìm thấy cái online practice của những cái sách bài tập bổ trợ. Thì hoặc là những trong cái đường link thầy cô nào mà không ngại lên EduHome thì trong cái đường link Google Drive em sẽ gửi cho các thầy cô tất cả tài nguyên. Nhưng mà em khuyến khích các thầy cô nên lên EduHome. Các thầy cô nên tiếp cận vào những cái nguồn này, bởi vì chúng ta tiếp cận vào những cái phần mềm chúng ta sẽ càng làm cho cái việc giảng dạy của mình nó càng dễ dàng hơn, hiệu quả hơn. Và ngoài những cái tài nguyên của sách này thì mình còn tiếp cận thêm những cái nguồn bài tài nguyên bổ trợ khác mà chúng ta cần và chúng ta đa dạng cái hoạt động giảng dạy của mình. Đó là phần EduHome. Cái phần thứ hai đó là phần về tài nguyên iChat. Ở trên màn hình thì các thầy cô nhìn thấy cái phần iChat, đây là giao diện của iChat. Thì trên nhờ các thầy cô trong chat box giúp em tương tác giúp em là hiện tại đã có bao nhiêu thầy cô đã đăng nhập vào iChat. Các thầy cô nào đã đăng nhập rồi thì các thầy cô cho em là số 9 này. Các thầy cô đã đăng nhập và tải đề trên iChat hoặc đã đăng nhập rồi. Thầy cô cho em số 9 ạ. Em mới thấy các thầy cô ở trường tiểu học Ngô Mây thôi ạ. Còn các thầy cô khác đã khai thác chưa? Chỉ có một mình trường Ngô Mây thôi ạ. À, trường tiểu học Bùi Thị Xuân ở Chư Bà Rông ạ. Dạ, trường tiểu học Lý Tự Trọng ạ. Yep ạ. Dạ, cảm ơn các thầy cô, có nghĩa là tỷ lệ các thầy cô sử dụng iTest rất là ít nha các thầy cô. Hiện tại là Đại Trường Phát sẽ hỗ trợ cho các thầy cô sử dụng iTest gói phổ thông. Có nghĩa là khi bên em kích hoạt số điện thoại của các thầy cô để sử dụng iTest, thì các thầy cô sẽ được sử dụng một gói phổ thông, mà gói phổ thông này trị giá 180.000 một năm. Nếu những thầy cô mà không sử dụng sách Đại Trường Phát á, họ muốn sử dụng những cái hệ thống đề thi này thì họ phải đóng 180.000 một năm. Còn các thầy cô sẽ được kích hoạt miễn phí và các thầy cô sử dụng tất cả những cái tài nguyên của sách giáo khoa để các thầy cô giảng dạy. Vì vậy, các thầy cô nên tận dụng những cái nguồn tài nguyên này. Và tại sao mình nên sử dụng? Giống như hồi nãy các em chia sẻ các thầy cô là chúng ta đã có những cái tài nguyên bổ trợ cho giảng dạy, chúng ta có sách bài tập bổ trợ chẳng hạn, chúng ta có notebook, chúng ta có những cái unit test, rồi chúng ta có thêm những cái nguồn về phần mềm. Vậy bây giờ trên iTest ngoài những cái đó thì chúng ta có những cái gì? Em đang mở trên màn hình đây cho các thầy cô, đó là gói phổ thông. Các thầy cô sử dụng ở trên màn hình ở đây gói phổ thông. Khi các thầy cô được kích hoạt iTest thì mình sẽ được kích hoạt từ lớp 1 đến lớp 12 luôn các thầy cô. Mình sẽ có nghĩa là mình sẽ có bộ đề thi của 12 cấp lớp. Kèm theo đó là mình bên Đại Trường Phát sẽ có hai bộ sách series sách song song. Đó là bộ iLearn Smart Start và bộ Extra and Friends. Ở cấp 2 chúng ta có iLearn Smart Word và có Write On đúng không ạ? Cấp 3 chúng ta vẫn có iLearn Smart Word và Write. Và tổng cộng như vậy cộng lại chúng ta sẽ có 24 bộ đề của nguồn đề của 24 bộ sách. Vậy thì số lượng sẽ rất là nhiều. Các thầy cô có thể sử dụng trong những cái hoàn cảnh nào đó, thầy cô vẫn có thể sử dụng những cái nguồn của những cái lớp còn lại. Vậy thì bây giờ em đang mở trên màn hình, ví dụ các thầy cô đã đăng nhập vào iTest, cũng tương tự giống như iLearn Smart Word thì iTest. Sorry, các thầy cô cũng giống như EduHome thì iTest bên em sẽ kích hoạt tài khoản cho các thầy cô. Thì sau cái buổi tập huấn này thì bên em sẽ căn cứ vào cái danh sách các thầy cô đang sử dụng sách của Đại Trường Phát từ phía Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Gia Lai, thì bên em sẽ tiến hành kích hoạt cho các thầy cô share theo thông tin phía Sở Giáo dục Đào tạo cung cấp. Và các thầy cô sẽ được sử dụng cái nguồn tài nguyên đó để giảng dạy để các thầy cô triển khai trong năm học. Và ở đây các thầy cô vào, khi mình vào iTest ở đây thì các thầy cô chọn đúng cái cấp lớp mà mình cần.
Ở đây ví dụ như em đang có tất cả đến 12, còn các thầy cô đang sử dụng đến lớp 5. Các thầy cô vào lớp 5 giúp em, ví dụ như vậy. Ở đây thì chúng ta chọn cái bộ sách là IELTS Smart Start. Các thầy cô lưu ý là trong cái ngân hàng của iTest thì mình có ngân hàng đề thi iTest và ngân hàng của tôi. Mình vào cái ngân hàng iTest là bên Đại Trường Phát cung cấp cho các thầy cô. Còn cái ngân hàng của tôi là của các thầy cô đã sao chép về chẳng hạn, đề riêng của các thầy cô. Thì ở đây chúng ta vào IELTS Smart Start lớp 5 thì các thầy cô đã có một số cái đề thi của IELTS Smart Start lớp 5. Các thầy cô có thể vào ở đây. Hiện tại thì đối với sách thì các thầy cô, nếu như năm vừa rồi các thầy cô chưa đăng nhập vào iTest thì các thầy cô chắc chưa thấy được. Ở đây em vào lớp 4 ví dụ như đây. Các thầy cô sẽ thấy trên cái này, lớp 4 chúng ta sẽ thấy trên này là sẽ có tất cả là 1, 2, 3, 4. Mỗi unit chúng ta có tới 4 bộ đề cho các thầy cô ôn tập cho học sinh ở đây. Các thầy cô sẽ có này unit 1, rồi 1 này 2, 3, 4 bộ sung này. Tổng cộng có khoảng 4 bộ đề. Là trên này có rất nhiều bộ đề các thầy cô ôn tập mỗi unit. Như vậy thì các thầy cô rất là nhiều. Mà nếu như mình mà chưa vào đây thì nó hơi tiếc, chúng ta chưa triển khai được chẳng hạn. Thì các thầy cô vào đây, các thầy cô sử dụng. Khi mà mình sử dụng iTest ở dạng gói phổ thông của các thầy cô ở đây, thì các thầy cô vào đây, các thầy cô nhấn vào cái dấu ba chấm ở đây. Các thầy cô có thể nhấn download đề thi. Chỉ cần nhấn ở đây thì lập tức hệ thống nó sẽ tự tải về cho các thầy cô. Trong đề thi đó sẽ có đề thi bằng file Word, rồi sẽ có đáp án, sẽ có file nghe đầy đủ cho các thầy cô luôn. Và các thầy cô chỉ cần thao tác tải là duy nhất thôi. Còn nếu các thầy cô mà không muốn tải về, các thầy cô chỉ muốn in ra thì các thầy cô nhấn vào đây, xuất answer key, xuất audio. Hoặc nếu các thầy cô mà không muốn tải, không muốn in gì cả, các thầy cô chỉ muốn gửi cho học sinh làm online á, thì các thầy cô chỉ cần nhấn vào cái nút em vừa là thao tác là gửi đề thi em làm lại nhé các thầy cô. Nếu các thầy cô muốn cho học sinh làm online, thì thầy cô nhấn vào gửi đề thi ở đây. Và các thầy cô nhấn vào gửi đề thi, các thầy cô tạo đề. Và các thầy cô qua đây thì các thầy cô copy cái link này, xong rồi các thầy cô có thể gửi cho học sinh qua Zalo, hoặc là các thầy cô có thể gửi cho bất kỳ cái kênh nào mà các thầy cô liên lạc với học sinh á, các thầy cô gửi cho học sinh. À, thầy cô bảo là hết hạn, em vừa nhìn thấy hết hạn sử dụng rồi, đúng rồi cô ạ. Hết một năm, năm ngoái chúng ta tập huấn là chúng ta kích hoạt một năm. Năm nay là hết hạn sử dụng. Thì em đang xin ở bên em sẽ xin cái danh sách bên phía sở giáo dục đào tạo. Danh sách các thầy cô năm nay sử dụng sách thì bên em sẽ tiến hành kích hoạt. Thì sau cái thời gian tập huấn này các thầy cô chờ giúp em một tuần. Em sẽ tiến hành lấy danh sách và gửi bên bộ phận kỹ thuật, họ sẽ tiến hành kích hoạt với khá số lượng đồng loạt đó. Thì các thầy cô nhiều sở giáo dục đào tạo cùng một lúc thì họ hơi quá tải, thì các thầy cô chờ giúp em một tuần thì em sẽ gửi lại, sẽ kích hoạt và sau đó các thầy cô lại tiến hành đăng nhập lại, sẽ gia hạn lại cho các thầy cô. Các thầy cô yên tâm, ví dụ em vừa gửi link vào cho các thầy cô thì các thầy cô khi mà gửi link cho học sinh á, thì học sinh trên giao diện của em trên màn hình ở đây, học sinh sẽ nhận được cái thông báo như thế này. Sẽ nhận được thông báo và ở đây bạn truy cập thực hiện đề thi sẽ nhận về, học sinh sẽ vào truy cập làm đề thi, có thể đăng nhập làm hoặc không cần đăng nhập. Học sinh sẽ bắt đầu vào làm bài. Trên này chúng ta có tất cả, chúng ta sẽ có một đề thi đầy đủ các phần ở đây. Học sinh làm, sau khi học sinh làm xong thì hệ thống sẽ tự chấm điểm cho học sinh. Và ví dụ như ở đây em chọn như này ha, hệ thống sẽ tự chấm điểm và sau đó các thầy cô học sinh nộp bài thì sẽ hiển thị kết quả trên màn hình. Ở đây học sinh có thể chụp lại kết quả gửi cho thầy cô, hoặc là có thể gửi cái đường link này các thầy cô tự truy cập vào thường để... Còn nếu như chúng ta sử dụng những cái tính năng về tạo lớp học thì học sinh, kết quả của học sinh sẽ ghi nhận vào hệ thống. Thì đây là những cái tính năng của gói phổ thông dành cho các thầy cô mà sử dụng hệ thống đề thi của iTest, thì nó cũng rất là nhiều đề thi cho các thầy cô có thể triển khai ứng dụng ở trên này, thầy cô làm online. Còn nếu những thầy cô nào mà có nhu cầu cao hơn, mình giảng dạy tại những trường quốc tế hoặc những trung tâm ngoại ngữ thêm, mình có nhu cầu cao hơn tham khảo ôn luyện cho học sinh các kỳ thi học sinh giỏi quốc tế, hoặc là có những cái nhu cầu khác
thì các thầy cô có thể tham khảo qua những cái gói về nâng cao, gói quốc tế của Tập đoàn Giáo dục Đại Trừng Pháp. Nó sẽ có gói quốc tế như trên màn hình các thầy cô nhìn. Ví dụ như em đang mở gói quốc tế ở đây. Thì ở đối với các thầy cô sử dụng gói quốc tế thì hình như là gói quốc tế này nó đang hỗ trợ cho các thầy cô ở cái giá mức đại ưu đãi hè, tăng ưu đãi cho các thầy cô, thì đó là nhu cầu thêm các thầy cô nâng cấp, giống như những cái trang web mà chúng ta sử dụng Quizzes hoặc Kahoot, ngoài những cái basic người ta cho các thầy cô thì mình nâng cấp lên, thì những cái đó là nhu cầu riêng các thầy cô. Nếu muốn thì chúng ta có thể nâng cấp gói quốc tế để sử dụng những cái đề thi về Movers Spotter, Movers Flyer ở đây. Hiện tại em không có đăng nhập gói quốc tế ở đây vì do em đang đăng nhập gói phổ thông thì nó sẽ hiển thị ở đây. Còn khi các thầy cô đăng nhập gói quốc tế thì sẽ có hệ thống các đề thi quốc tế này cho các thầy cô sử dụng. Mình sẽ có những cái Cambridge Spotter, Movers Flyer hoặc là IELTS hoặc là A2 Key for Schools, thầy cô có sẽ sử dụng ở đây. Những cái Aptix hoặc là TOEFL hoặc TOEIC ở đây các thầy cô có những cái kỳ thi quốc tế các thầy cô có thể sử dụng ở đây. Hoặc là những cái bài thi trong nước, chúng ta có những cái bài tuyển sinh lớp 10 nè, rồi những cái bài về trung học phổ thông quốc gia đánh giá năng lực thì chúng ta sẽ có những cái kỳ thi ở đây, hoặc là chúng ta sẽ có những cái bài thi xếp lớp ở đây. Thì các thầy cô sẽ có thêm những cái nguồn về cái iTest. Các thầy cô nào mà xin hướng dẫn sử dụng iTest thì lát nữa sau hội thảo em sẽ trả lời, sẽ gửi cho các thầy cô về cái hướng dẫn sử dụng của iTest nhé các thầy cô. Về cơ bản thì các bước sử dụng của nó cũng rất đơn giản thôi, giống như nãy giờ em hướng dẫn thôi. Còn nếu như các thầy cô muốn sử dụng những cái tính năng nâng cao, để em ví dụ em đăng nhập lại vào cái gói quốc tế của em. Rồi, đây là em đang ở gói quốc tế nha các thầy cô. Nếu các thầy cô có nhu cầu về sử dụng gói quốc tế, các thầy cô nâng cấp nó lên thành gói quốc tế thì các thầy cô có thể thấy. Đối với gói quốc tế thì bây giờ em có thể mở được ở đây đây. Hồi nãy cô Trà My có giới thiệu các thầy cô về cái Language Search, một cái chứng chỉ mới, hệ thống chứng chỉ mới cũng của nước ngoài, và các thầy cô cũng thấy trên cái iTest cũng đã đẩy cái Language Search ở lên trên này rồi. Các thầy cô có thể tham khảo ở đây, và những cái kỳ thi tương tự thì các thầy cô đều sử dụng ở trên đây được. Chúng ta có Cambridge, ví dụ như ở đây chúng ta đang là cấp tiểu học thì em sẽ mở cái Cambridge cho các thầy cô, hệ thống đề thi Cambridge. Ở đây chúng ta có Spotter, Mover và Flyers ở đây. Các bài thi trong nước thì ở đây chúng ta sẽ có hệ thống đề thi đây, đánh giá năng lực hoặc là tốt nghiệp trung học phổ thông. Tương tự chúng ta cũng gửi đề thi cho học sinh làm, các thầy cô sửa bài, chiếu những cái này lên. Thì đối với những cái tính năng của kỳ thi, của tính năng nâng cao của gói quốc tế hoặc gói nâng cao á, thì các thầy cô sẽ có được thêm những cái thao tác, đó là quản lý lớp học. Quản lý lớp học là chúng ta làm gì ạ? Các thầy cô tạo lớp học, ví dụ trên này em tạo rất là nhiều lớp demo này, các thầy cô tạo lớp học ở trên này. Các thầy cô tạo, ví dụ em vào lớp này, các thầy cô tạo lớp học, các thầy cô đưa danh sách học sinh vào đây, thì khi thầy cô giao bài thì các thầy cô chỉ cần giao trên này. Ví dụ các thầy cô tải một cái file Excel về danh sách học sinh gửi lên đây rồi, thầy cô gửi một cái file danh sách học sinh lên đây, rồi các thầy cô giao bài cho học sinh ở đây, thì sau này khi mà những cái học sinh mà các thầy cô đã đưa đây thì nó sẽ báo về điện thoại học sinh là có một bài tập và lên đây làm, và hệ thống nó sẽ tự chấm điểm cho học sinh, và sau đó thì sẽ có kết quả, nó sẽ báo kết quả về đây. Ví dụ như em đang ở đây thì nó sẽ có xem xuất kết quả hoặc là xem kết quả bài thi. Chưa có kết quả bởi vì em toàn các lớp em đều demo thôi, không có học sinh làm bài, nên là các thầy cô sẽ thấy là nếu với những tính năng nâng cao nếu mình có điều kiện sử dụng thì nó sẽ hỗ trợ cho thầy cô rất là nhiều. Bởi vì các thầy cô thấy rằng là cái xu thế về sử dụng LMS, hệ thống quản lý học tập đó, nó rất là phổ biến hiện nay, nên chúng ta có thể quản lý học tập học sinh bằng những cái cách này. Thì các thầy cô có thể tham khảo. Ngoài ra những cái tính năng nâng cao của những cái gói nâng cao thì có thể có thêm những cái tính năng về soạn đề thi á các thầy cô.
À, ví dụ như các thầy cô trên hệ thống thì Đại Trung Phát hỗ trợ cho các thầy cô rất là nhiều về cái nguồn câu hỏi cũng như đề thi rồi. Nhưng mà nếu các thầy cô muốn tạo thêm đề thi mới của mình thì các thầy cô có thể tạo mới ở những cái tính năng của gói nâng cao, thì chúng ta sẽ vào tạo mới ở đây và chúng ta sẽ tiến hành tạo mới. Ngoài những cái câu hỏi hệ thống mình đưa ra thì mình thêm những cái câu của mình vào, hoặc là mình sử dụng những cấu trúc của hệ thống cho sẵn này. Chúng ta có những cái cấu trúc này, kiểm tra 15 phút, kiểm tra 1 tiết. Đây, ví dụ những cấu trúc này, chúng ta muốn sử dụng những cấu trúc này, chúng ta modify lại, sửa lại theo của mình. Chúng ta sẽ có thêm những cái tính năng. Còn nếu các thầy cô không thấy không cần thiết, chúng ta chỉ cần sử dụng gói phổ thông của nhà xuất bản đã tạo cho các thầy cô rồi, sử dụng hết những đề thi này, gửi đề thi cho học sinh thi online, in ra cho học sinh làm, và sử dụng hết những cái nguồn học liệu trên này, cộng những cái sách bài tập bổ trợ chẳng hạn, những cái sách notebook, nó thấy đủ rồi thì chúng ta sẽ gói phổ thông. À, thì cái đó tùy thuộc vào nhu cầu của các thầy cô nha. Các thầy cô cân nhắc. Còn trên vừa rồi là em chia sẻ cho các thầy cô hai option để chúng ta hỗ trợ. Đại Trường Pháp lúc nào cũng muốn hỗ trợ tối đa cho các thầy cô, thuận tiện nhất cho các thầy cô để phân loại theo những cái nhu cầu của các thầy cô mà phát triển ngày càng đa dạng hơn cả các nguồn tài nguyên học liệu cho các thầy cô, và làm sao mà các thầy cô triển khai tối đa nhất, ứng dụng hiệu quả nhất trong quá trình giảng dạy. À, vậy là vừa rồi thì em chia sẻ các thầy cô một số cái nguồn học liệu cũng như tất cả những cái tài nguyên hỗ trợ cho các thầy cô trong quá trình giảng dạy. Nếu các thầy cô còn thấy cần hỗ trợ thêm những cái nguồn nào, tài nguyên nào, hoặc là những cái học liệu nào, hoặc là cần hỗ trợ chuyên môn phần nào, thì các thầy cô cứ liên hệ với em hoặc thầy Đạt theo thông tin em chia sẻ trên màn hình, slide trên màn hình. Các thầy cô nhìn trên màn hình thì các thầy cô sẽ cùng chia sẻ, và trên màn hình thì em có chiếu cái mã QR code của cái nhóm Gia Lai để các thầy cô có thể nào, các thầy cô nào năm nay mới dạy, các thầy cô chưa ở trong nhóm thì các thầy cô đăng nhập vào nhóm giúp em để chúng ta cùng chia sẻ cái nguồn học liệu như tài nguyên giảng dạy. Em xin lỗi các thầy cô là hình như hệ thống máy của em nó hơi bị lỗi ở cái phần PowerPoint, là lúc trình chiếu lên là nó hơi nặng do cái nguồn học liệu mà để em hỗ trợ các thầy cô á, tải về khá nhiều nên là hệ thống máy nó hơi chậm, thì chắc là em không show cái màn hình lớn lên được. Yeah. Thì em xin phép được chia sẻ ở dạng như này các thầy cô. Các thầy cô nào nếu mình chưa ở trong nhóm thì các thầy cô có thể tham gia vào nhóm để cùng, khi mà em gửi những cái tài nguyên hoặc các thầy cô khác chia sẻ tài nguyên thì các thầy cô cùng tải về. Còn đối với tất cả những cái nguồn học liệu và tài khoản EduHome cũng như tài khoản iTask thì em sẽ dựa theo cái danh sách của phía Sở Giáo dục Đào tạo sẽ kích hoạt cho các thầy cô. Ở trên màn hình thì có thông tin hỗ trợ của em cũng như bạn Đạt. Bạn Đạt hiện tại thì đang ở Pleiku Gia Lai, sẽ hỗ trợ các thầy cô nếu các thầy cô cần cũng như em. Các thầy cô cứ nhắn cho hai nhân sự hỗ trợ chuyên môn của các thầy cô. À, trong cái chương trình yêu cầu của Bộ Giáo dục Đào tạo thì chúng ta sẽ có cái phần tập huấn cho các Sở Giáo dục Đào tạo, thì chúng ta sẽ có cái phần về bài thu hoạch các thầy cô. Thì chương trình tập huấn sáng nay của cô Trà My, trong cái nội dung tập huấn sáng nay thì sẽ có một cái bài thu hoạch dành cho các thầy cô. Thì em xin phép chiếu lại cái màn hình, các thầy cô quét giúp em mã QR trên màn hình để làm bài thu hoạch của chương trình của sáng nay, để bên em có cái căn cứ kết quả gửi lại cho Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Gia Lai. Thì các thầy cô sáng nay mình tham gia cái tập huấn, chương trình tập huấn theo điểm cầu. Nhưng mà bây giờ bài thu hoạch thì các thầy cô sẽ làm cá nhân, các thầy cô sẽ quét mã này giúp em. Ở trên màn hình thì em vừa chiếu cái mã, các thầy cô tiến hành, các thầy cô quét mã và làm bài thu hoạch. Cái bài này thì em sẽ, bên em sẽ trích xuất kết quả và gửi về cho các thầy cô. Em sẽ chờ khoảng 5 phút rồi cho các thầy cô làm bài thu hoạch ạ. Nếu các thầy cô nào có khó khăn hoặc là câu hỏi gì cần đặt ra thì trong cái thời gian chờ các thầy cô làm bài khảo sát thì nhờ các thầy cô cho em xin cái câu hỏi hoặc những cái thắc mắc. À, các thầy cô nói là gửi vào Zalo ạ.
Em sẽ gửi vào nhóm Zalo Alo Smart Start nhé các thầy cô. Em sẽ gửi vào nhóm cái phần về mã link được ạ. Em sẽ gửi vào nhóm Zalo Alo Smart Start.